Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 170. Bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên từ trên không trung rơi xuống, cuối cùng lại rơi vào Vân Dương Tông ở giữa đại lục Linh Vũ. Bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ đáp xuống quảng trường to lớn trong Vân Dương Tông, khiến cho mặt đất rung chuyển, từng tảng đá lớn trên núi rơi xuống, từng tòa đại điện khổng lồ đều bị thân hình khổng lồ của hắn đỡ upsilon.ng làm hóa thành cho tàn. Lục sư thúc tổ hàng lâm. Đó là Lục sư thúc tổ, người làm sao vậy? Tại sao trên người lại không có bất kỳ một chút khí tức nào? Một mảng lớn sơn mạch sau khi thân hình khổng lồ kia rơi xuống, vô số khe nứt giống như vực sâu lan tràn ra chung quanh. Thậm chí ngay cả độ cao so với mặt biển cũng bị hạ thấp xuống hơn không ít, giống như cả sơn mạch bị chìm xuống, hoảng sợ kinh hồn, vô số đệ tử Vân Dương Tông ở phía xa nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi. Cảnh tượng này giống như thiên thần hàng lâm Vân Dương Tông. Thân hình khổng lồ kia đặt chân xuống dưới mặt đất giống như một thiên thần đứng sừng sững trong thiên địa, đủ để khiến cho mọi người từ xa cũng có thể nhìn thấy được. Lúc này thân hình khổng lồ kia chính là tồn tại hùng vĩ nhất trong thiên địa này. Thần Linh Thánh Vương nhìn về phía xa, nhìn thấy Lục Lâm Thiên không ngờ lại đáp xuống đất, tinh mang trong mắt bắt đầu chấn động, có chút bất an không có cách nào che giấu. Loại bất an này tới từ chỗ nào ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ ràng, đây cảm giác bất an như có như không mà hắn vừa mới cảm giác ra được mà thôi. Thậm chí thần linh thánh vương rất rõ, nếu không phải chạm vào một tia tử mông cảnh, có lẽ lúc này hắn cũng khó mà cảm nhận được cảm giác bất an như có như không kia. Siêu! Đế Phách Thiên khẽ ngẩng đầu, khí tức lần nữa chấn động, hai con mắt thâm thúy nhìn về phía thần linh thánh vương, khí tức đã sớm tập trung vào hắn. Đế Phách Thiên, một mình ngươi càng không có cách nào ngăn cản được ta. Xem ra muốn có được hỗn độn thiên thế giới phải đoạt được hỗn độn nhân thế giới trước, cũng tốt, trước tiên đối phó với ngươi, mọi thứ sau đó sẽ càng thêm đơn giản. Thần linh thánh vương nhìn Đế Phách Thiên, lúc này hắn hiểu rõ, sợ rằng hắn không thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Muốn triệt để đoạt được hỗn độn thiên thế giới thì trước đó phải đối phó được với Đế Phách Thiên, vừa vặn, trước tiên hắn có thể một lòng thu thập Đế Phách Thiên. Xem ra cũng chỉ có thể vận dụng con bài sắp xếp cuối cùng. Ánh mắt Đế Phách Thiên biến ảo, khóe miệng thì thào nói, lập tức hắn quay đầu lại, nhìn vô số chủ nhân thế giới hỗn độn sau lưng, tiếng quát truyền ra. Chư vị, chuẩn bị một bước cuối cùng đi. Tiếng quát của Đế Phách Thiên truyền ra, cơ hồ chủ nhân của tất cả các thế giới hỗn độn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đều nhìn lên trên trời xanh. Sau đó từng đạo thân ảnh lướt đi, khí tức man hoang, cổ xưa mênh mông cuồn cuộn lan tràn. Từng đạo năng lượng khiến cho trời xanh chấn động, hơn 1.000 chủ nhân thế giới hỗn độn phóng lên trời xanh, phân tán ra mà đứng. Từ 4 phương 8 hướng vây khốn thần linh thánh vương lại, phương vị của những chủ nhân thế giới hỗn độn dường như tương liên với nhau, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ huyền diệu, phức tạp. Kết thiên cổ thiên thế khốn thần trận. Đế Phách Thiên hét lớn một tiếng, tiếng quát bá đạo vang vọng trời cao, từng đạo thủ ấn huyền ảo được ngưng kết trong đôi tay. Trên bầu trời, các chủ nhân thế giới hỗn độn cũng hành động, từng đạo thủ ấn đều khiến cho lòng người rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức man hoang, cổ xưa chấn động, cuồng bạo lan tràn ra. Cả không trung trên trời xanh rung động kịch liệt, đây là một loại rung động kịch liệt căn bản không có cách nào hình dung được. Ầm ầm, trời xanh rung động kịch liệt, phảng phất như cả trời xanh cũng bị thứ gì đó xé rách, trong trời xanh bao la vô cùng vô tận lập tức có hơn 1.000 vòng xoáy cực lớn bắt đầu khởi động. Giống như những vì sao trong vũ trụ rơi xuống. Trong hơn 1.000 thế giới hỗn độn đất rung núi chuyển, dị tượng thiên địa xuất hiện. Từng đạo quang mang cổ xưa, man hoang phóng lên trời, lập tức rơi vào trên người chủ nhân các thế giới hỗn độn, chỉ một thoáng quang mang bao phủ, giống như có hơn 1.000 ngôi sao sáng chói lơ lửng phía trên trời xanh. Trước người hơn 1.000 chủ nhân thế giới hỗn độn cũng có quy nác mang chữ vạn lan tràn ra. Uy áp từ bên trên tràn ra khiến cho cả linh vũ thế giới lúc này run rẩy không ngớt, mặt đất nổ vang, núi sông run rẩy. Chỉ có đạo thân ảnh khổng lồ trên sơn mạch của Vân Dương Tông là vẫn khép hờ hai mắt, khí tức trên thân hình khổng lồ không có lấy một chút nào, thế nhưng lại khiến cho cả phiến sơn mạch trời yên biển lặng. Cả linh vũ thế giới rung động, thế nhưng mảnh sơn mạch này lại vững như Thái Sơn, bất động không có chút dao động nào. Bày trận. Chủ nhân thế giới hỗn độn lập tức biến hóa thủ ấn, từng đạo quang mang chữ vạn lướt đi, cuối cùng kết nối lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn trên không trung có vô số quang mang vô cùng vô tận khiến cho không gian vặn vẹo,
Ngay sau đó, một đại trận cổ xưa cực lớn xuất hiện phía trên trời xanh. Rầm rầm. Đại trận cổ xưa trên trời xanh giống như có diện tích vô cùng vô tận, chính thức được coi là che khuất bầu trời, uy áp từ trong đại trận lan tràn ra khiến cho vô số hư vô cảnh, thánh hồng chi cảnh trên bầu trời cùng với hóa hồng cảnh liên tiếp chật vật hạ xuống phía dưới, căn bản không có cách nào đặt chân lên trên không trung nửa bước. Mạnh, quá mạnh mẽ. Nhìn đại trận đáng sợ tràn ngập quang mang rực rỡ che khuất bầu trời kia, đám người chật vật hạ xuống mặt đất hít sâu một ngụ khí lạnh. Đại trận này cũng không kém, xem ra đây cũng có thể chính là thủ đoạn cuối cùng mà các ngươi chuẩn bị. Rốt cuộc cũng chịu lấy ra sao, thế nhưng sợ rằng cũng khó mà làm gì được ta. Các ngươi căn bản không biết thực lực của người chạm vào tử mông cảnh mạnh mẽ tới bao nhiêu. Các ngươi không trói được ta đâu. Thần linh thánh vương nhìn đại trận cổ xưa chung quanh rồi cười lạnh nói một tiếng. Thần linh thánh vương, ngươi cho rằng lúc trước ta và Đông Hoàng Thái Huyền không phòng bị ngày hôm nay sao? Lúc trước ta và Đông Hoàng Thái Huyền liên thủ luyện chế ra một kiện thánh trận, bên trong thánh trận này còn có một đạo thánh chủng của Đông Hoàng Thái Huyền, đó là bởi vì chúng ta đề phòng có ngày hôm nay. Trong hỗn độn thiên thế giới, có thánh chủng do Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại, coi như người chạm vào tử mông cảnh sợ rằng cũng khó có thể thoát khỏi thiên cổ thiên thế khốn thần trận. Âm thanh của đế phách thiên truyền ra, đồng thời bỗng nhiên phất tay một cái, trường bào tung bay. Oanh! Ống tay áo đế phách thiên quét qua một cái, bỗng nhiên, trong linh vũ thế giới, trên một khối đại lục bao la trong hải vực rộng lớn của cổ vực, đại điện giống như cự long ngẩng đầu xuyên thủng tới tận chân trời kia đột nhiên run rẩy, mây mù bao phủ bên trên nhộn nhạo rồ khuếch tán. Mấy ngôi sao lắc lư, tựa như vật đổi sao rời, khí tức thê lương mà cổ xưa tự nhiên tuôn ra, cả hải vực sóng gió ngập trời, sóng nước cao chừng hơn ngàn trượng xuất hiện. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số sinh linh trong linh vũ thế giới, chỉ thấy đại điện khổng lồ giống như kéo dài tới phía chân trời trong vụ tinh hải lại đột ngột dâng lên, giống như là một đầu sư tử mạnh mẽ thức tỉnh sau giấc ngủ say, thiên uy bắt đầu tàn ra. Tiếng sấm minh vang dội không thôi, vô số điện mang từ trên đại điện chấn động. Lực lượng thiên đạo, Đông Hoàng Thái Huyền. Trong đôi mắt cực lớn của thần linh Thánh Vương chính thức hiện lên vẻ ngưng trọng. Ở trên đại điện này hắn cảm giác được khí tức quen thuộc từ trên người Đông Hoàng Thái Huyền. Đông Hoàng Thái Huyền quả thực đắp sớm có sắp xếp từ trước, còn lưu lại một đạo thánh chủng. Ầm ầm. Đại điện mang theo sấm sét vô tận rơi vào trên đại trận do hơn ngàn chủ nhân thế giới hỗn độn ngưng tụ ra, trận pháp che khuất bầu trời cực lớn giống như được thiên uy gia trì, bắt đầu vặn vẹo, sau đó lập tức bao phủ thần linh thánh vương vào bên trong. Quang mang vô cùng vô tận trên đại trận che khuất bầu trời bắt đầu khởi động. Cơ hồ tất cả chủ nhân thế giới hỗn độn toàn lực thúc dục, đại trận bắt đầu khởi đột, gờ sâu đó bao phủ thần linh thánh vương. Xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một quang mang chữ vạn bao phủ đại trận, bí văn chấn động, khí tức man hoang, cổ xưa khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng khiến cho cả trời xanh phía trên đại trận vặn vẹo rồi co rút lại. Sau đó dưới cỗ uy áp kinh khủng kia, đại trận không ngờ lại giống như xuyên qua thời không khác. Đột nhiên biến mất trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người. Tại sao lại đột nhiên không thấy? Sau khi đại trận biến mất trên trời xanh, thậm chí ngay cả thiên uy trong linh vũ thế giới cũng biến mất, cả linh vũ thế giới từ từ bình thường trở lại, từng người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng không có ai biết đại trận kia đã đi tới nơi nào. Nhưng mà cơ hồ tất cả cường giả tự nhiên lại biết rõ, đại trận cổ xưa khủng bố kia đã phát huy ra tác dụng. Thần linh thánh vương cơ hồ đã bị tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn còn lại vây khốn, nếu như thần linh thánh vương trở ra được thì chính là lúc đại trận này thất bại. Trong sơn mạch của Vân Dương Tông, thân hình khổng lồ kia vẫn lẳng lặng đứng sừng sững trong thiên địa này, giống như là bao quát chúng sinh, hai mắt lại nhắm chặt, khí tức quanh thân không có, giống như là một ngọn núi lớn nhất trong thiên địa đang lẳng lặng đứng. Đại trận biến mất, thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng sừng sững trong sơn mạch của Vân Dương Tông. Vững như bàn thạch, khiến cho tất cả hóa hồng cảnh, thánh hồng cảnh, bán hư vô cảnh của các đại thế giới, thậm chí là mấy cường giả hư vô cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay không khỏi cười khổ. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ, một chàng hạo kiếp hiện tại đã biến thành như vậy, chỉ sợ bất kỳ ai trong bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Thời gian từ từ đi qua, trong nháy mắt xuân đi thu tới, một năm trôi qua, trong suốt một năm, đại trận kia vẫn không có xuất hiện. Đạo thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững trong sơn mạch của Vân Dương Tông vẫn dầm mưa dãi nắng, trong một năm không nhúc nhích bất kỳ một lần nào,
giống như bản thạch đứng đó, không chút dao động. Nhưng mà trong thời gian một năm này, toàn bộ sinh linh trong linh vũ thế giới, còn có những cường giả hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, bán hư vô cảnh của các đại thế giới đều lo lắng không thôi. Cơ hồ tất cả người có tu vi hóa hồng cảnh của các đại thế giới tới đây đều không rời khỏi linh vũ thế giới, cũng không có biện pháp nào khác. Lục Lâm Thiên yên lặng, cả linh vũ thế giới cũng giống như một cái ngục, căn bản không có bất luận ai có thể đi ra ngoài, tất cả mọi người cũng chỉ có thể ở lại linh vũ thế giới. Không biết Lục Sư Thúc Tổ lúc nào mới có thể thức tỉnh. Trưởng lão trong tông đã nói, Lục Sư Tổ chỉ đang lĩnh ngộ mà thôi, tại sao chúng ta không nhìn ra được chứ? Thần linh thánh vương kia liệu đã bị triệt để phong ấn hay chưa? Trong Vân Dương Tông, thân hình khổng lồ giống như ngọn núi ở phía xa, mỗi ngày mặc kệ là trời sáng hay tối, đều có không ít đệ tử Vân Dương Tông đứng ở phía xa nhìn vào, thậm chí là đệ tử Sơn Môn khác cũng ở bên trong đó. Một đám đệ tử Vân Dương Tông trẻ tuổi thấp giọng nghị luận, một hồi hạo kiếp khủng bố một năm trước đã lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng mọi người, cuộc chiến của các cường giả trong truyền thuyết thực sự quá mức khủng bố. Thân hình cực lớn này sừng sững trong thiên địa, chung quanh sơn mạch này có vô số vết nứt, nhìn về phía xa xa, trên thân hình khổng lồ dường như ngay cả khí tức cũng không có. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trên thân hình sừng sững giống như thiên địa này chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu có màu trắng đen chấn động, trong lúc mơ hồ không ngờ lại có cảm giác giống như sinh cơ thức tỉnh, màu trắng đen chấn động này ngay cả cường giả cũng khó có thể dò xét ra. Một năm rồi, phụ thân còn ở nơi này lĩnh ngộ sao? Giữa không trung xung quanh, không ít thân ảnh đứng lơ lửng trên không trung sơn mạch, đám người này chính là Lục Kinh Vân, Tiểu Long, Lục Du Thược, Độc Cô Ngạo Nam, Hồng Vũ, còn có Phong Hành Thiên Chủ, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long cùng không ít người Lục gia. Một năm lĩnh ngộ thì tính là cái gì? Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, nếu như bình thường lĩnh ngộ ngàn năm, vài vạn năm cũng là chuyện bình thường, nhưng hiện tại vạn nhất. Ma Phù Đạo Tổ bà Thiên La có chút ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn về phía thân ảnh khổng lồ kia. Mọi người chung quanh cũng hiểu Ma Phù Đạo Tổ bà Thiên La nói gì, nhưng cũng không có ai sẽ đi quấy rầy Lục Lâm Thiên, cũng không khiến cho hắn tỉnh lại, bất quá chờ đợi trong lo lắng và khẩn trương một năm qua khiến cho mọi người có chút không nhịn được. Nhưng mà thời gian một năm này, đối với cơ hồ tất cả sinh linh tồn tại trong linh vũ thế giới mà nói, thời gian là dài dằng dặc, mỗi ngày đều chờ đợi trong sự lo lắng và khẩn trương cực độ. Tất cả mọi người biết rõ, vạn nhất đại trận kia thất bại, Lục Lâm Thiên lại vẫn còn trong lĩnh ngộ, hậu quả không cần phải nói. Khai Thiên Chí Tôn Đao vẫn cùng với Hám Thiên Điện kia giao thủ, đã hơn một năm rồi a. Áo bào tím trên người Hậu Khánh Lâm tung bay, hai mắt thâm thúy mênh mông nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh, suốt một năm qua, linh vũ thế giới đều được bao phủ dưới trời xanh gió nổi mây phun. Ở chỗ sâu trong trời xanh kia, thỉnh thoảng có vô tận thần quang cùng với kim quang vạn trượng phóng ra, sát khí ngập trời khuếch tán ra không ngớt. Cơ hồ tất cả cường giả đều biết, tuy rằng thần linh thánh vương tạm thời bị Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên cùng với chư vị chủ nhân của thế giới hỗn độn liên thủ bố trí thiên cổ thiên thế khốn thần trận vây khốn, thế nhưng Hám Thiên Điện do thần linh thánh tôn dùng 10 kiện hỗn độn thánh khí luyện chế ra lúc này vẫn đang giao thủ với Khai Thiên Chí Tôn. Hai kiện thánh khí ở trên trời xanh của linh vũ thế giới giao thủ suốt hơn một năm, thế nhưng vẫn đang kịch chiến. Trong một năm này thỉnh thoảng làm cho linh vũ thế giới đất rung núi chuyển, bị ảnh hưởng cực lớn, may thay loại ảnh hưởng này không quá lớn. Ngẫu nhiên có năng lượng lớn chút xuống sẽ những đại năng viễn cổ đã tới hư vô cảnh kia ra tay chống cự, bằng không một năm qua cả linh vũ thế giới sợ rằng không biết sẽ bị ảnh hưởng tới mức nào. Nghe Hậu Khánh Lâm nói vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh, hai kiện thánh khí kia tự mình giao thủ, uy năng so với người có tu vi hư vô cảnh bình thường giao thủ còn khủng bố hơn nhiều, ít nhất lúc này những cường giả viễn cổ hư vô cảnh trong linh vũ thế giới hiện tại cũng khó có thể tham dự vào được. Oanh! Bỗng nhiên, ngay khi Hậu Khánh Lâm vừa mới nói xong không được bao lâu, cả chỗ sâu trong trời xanh đột nhiên run rẩy, loại run rẩy này không phải là bình thường, mà ngay cả linh vũ thế giới cũng theo đó mà ầm ầm run lên, khiến cho không ít sinh linh trong linh vũ thế giới run rẩy theo. Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên xuất hiện động tĩnh như vậy tạo thành không ít bạo động trong linh vũ thế giới, mà giờ khắc này, tất cả cường giả trên linh vũ thế giới bỗng nhiên nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh, từng ánh mắt lập tức ngưng trọng. Rầm rầm. Ngay khi không ít cường giả trong linh vũ thế giới nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh,
chỗ sâu trong trời xanh đột nhiên vặn vẹo, độ vặn vẹo càng lúc càng lớn, thần quang vô tận lan tràn ra, giống như có thứ gì đó từ trên 9 tầng trời rơi xuống, giống như ngôi sao rơi xuống. Ầm ầm, thần quang lan tràn, khí tức cổ xưa, man hoang, cả linh vũ thế giới trong khoảng thời gian ngắn này bắt đầu run rẩy kịch liệt, thủy triều không ngừng dâng cao. Trở về rồi, là những chủ nhân của thế giới hỗn độn kia đã trở về rồi. Thần linh thánh vương cũng trở về. Trong linh vũ thế giới, vô số sinh linh nhảy ra, hàng ước vạn ánh mắt kinh hãi nhìn lên trên không trung. Dưới thần quang che khuất bầu trời kia, đại trận phô thiên cái địa lại một lần nữa bao trùm cả linh vũ thế giới, quang mang chữ vạn bên trên bắt đầu tràn ngập, man hoang, cổ xưa, uy áp cái thế từ bên trong đại trận lan tràn ra. Ha ha, đế phách thiên, thánh chủng Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại tiêu hao hầu như không còn, một mình ngươi căn bản cũng không có cách nào ngăn cản được ta. Thiên cổ thiên thế khốn thần trận rốt cuộc cũng không trói buộc được ta, từ nay về sau, trên đời này rốt cuộc không còn ai có thể làm gì được ta nữa. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn từ trong đại trận phô thiên cái địa truyền ra, lập tức mọi người nhìn thấy, từng đạo quang mang chữ vạn phía trên đại trận mênh mông cuồn cuộn kia bông lỏng, đại trận khổng lồ lung lay giống như sắp đổ, quang mang thần thánh vô tận ở bên trong sôi trào khiến cho đại trận bành trướng. Bên trên đại trận mơ hồ hiện lên vết nứt, thần quang vô tận từ bên trong khe nứt tràn ngập ra. Không tốt! Trên bầu trời, khí tức của cơ hồ tất cả cường giả hiện tại trong linh vũ giới bỗng nhiên chấn động, sắc mặt từng người trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rốt cuộc, đại trận phô thiên cái địa giống như lung lay sắp đổ rung động, sau đó triệt để rung động kịch liệt, thần quang tiết ra ngoài ngày càng chói mắt, không gian chung quanh bị nghiền nát, hiện lên vết nứt không gian đen kịt. Mà ngay cả không ít quang mang chữ vạn cũng bị ăn mòn. Ngay sau đó đại trận phô thiên cái địa bỗng nhiên nổ tung. Phanh phanh phanh. Đại trận bị nghiền nát, năng lượng man hoang, cổ xưa khủng bố giống như một cơn sóng hủy diệt hung hăng khuếch tán ra chung quanh khiến cho trên trời xanh lúc này vô cùng hỗn loạn, giống như là không gian loại y. Ngay sau đó không gian loại y cũng bị phá hủy, phiến thiên địa này đột nhiên nổ tung, giống như thiên băng địa liệt. Âm thanh trầm đỡ upsilon. C giống như sấm sét vang vọng, càng khiến cho không gian hỗn loạn, giống như khiến cho trời xanh bị sốc lên, đánh vỡ vô số ngôi sao trong ngân hàn. Xoẹt! Trong lúc thiên băng địa liệt, trên không trung, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bị đẩy lui rồi rơi xuống, từng đạo thân ảnh đều phun ra một ngụm máu tươi. Vô số chủ nhân của các thế giới hỗn độn đều chật vật rơi xuống bầu trời, nhanh chóng ổn định lại thân hình, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Oanh! Đại điện khổng lồ trong vụ tinh hải giống như một ngôi sao bị đẩy lui, từng khe nứt xuất hiện bên trên bề mặt đại điện. Siêu! Một đạo thân ảnh gầy gò, cao ngất đặt chân lên trên không trung, rơi vào trên vụ tinh đại điện, quang mang mênh mông bắt đầu khởi động, mạnh mẽ đẩy lui sương mù dày đặc trên vụ tinh đại điện. Khi vụ tinh đại điện đứng sừng sững trong trời canh, đế phách thiên chân đạp đại điện đứng đó, ánh mắt tuy rằng ngưng trọng nhưng lại bá đạo vô cùng. Quanh thân có kim quang vô cùng rạng rỡ lan tàn ra, tựa như một vị thần tới thế giới, kim quang vô cùng vô tận khuếch tán ra trời xanh. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Chín đạo thủ ấn huyền ảo được kết trong tay đế phách thiên, đồng thời không ngừng ngưng kết, trong miệng âm vang cửu tự chân ngôn. Cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang màu vàng chữ vạn bắn ra, khí tức man hoang, cổ xưa, năng lượng mênh mông vô cùng vô tận. Vận dụng lực lượng hỗn độn địa thế giới sao? Đế phách thiên, ngươi còn có thể ngăn cản được ta sao? Thần linh chân thân khổng lồ của thần linh thánh vương lăng không bước ra không trung, âm thanh vang vọng, đồng thời thủ ấn cũng nhanh chóng được kết, mở miệng khẽ quát. Đàn, giới, tiến, thiện, địa, thủy, hỏa, phong, không. Khi một đạo thủ ấn cuối cùng được kết cùng với chân ngôn cuối cùng vừa dứt, thần linh thánh vương cũng tương liên cùng với thiên địa. Quang mang thần thánh thẩm thấu vào trong hư không, tựa như thần tích. Khí tức man hoang, cổ xưa tràn ngập, một đạo quang mang chữ vạn màu vàng xuất hiện, năng lượng mênh mông, viễn cổ tràn ra ngoài. Chu ma, đế phách thiên chân đạp vụ tinh đại điện, thần quang trong hai mắt bắn ra, quang mang chữ vạn lướt đi, ở trên trời xanh hóa thành hai đầu thần long khổng lồ giống như ngọn núi màu vàng, bên trên còn có kim quang vô tận phóng về phía thần linh thánh vương. Không biết tự lượng sức mình. Quang mang chữ vạn do thần linh thánh vương thúc giục, ngưng kết bắt đầu khởi động, cuối cùng giống như xuyên việt thời không, bao phủ hai đầu thần long màu vàng cực lớn. Ầm ầm,
va chạm trong chốc lát như vậy giống như hai thế giới va chạm với nhau, dưới lực lượng hủy diệt ngập trời kia, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được bên trong linh hồn mình có cảm giác rung động, kinh tâm động phách, âm thanh giống như sấm sét vang vọng trên bầu trời, cả trời xanh mạnh mẽ bị phá hủy. Trên không trung, ngân hà hiển hiện, những ngôi sao đầy trời rung động kịch liệt, vật đổi sao rời, năng lượng mênh mông bắn tứ tung, khiến cho thiên địa gần như sắp bị hủy diệt, trời xanh cũng sắp hóa thành hư vô hỗn độn vậy. Ken két. Phụ tinh đại điện khổng lồ kia rốt cuộc cũng không có cách nào chịu được năng lượng va chạm kinh khủng kia mà bắt đầu rạn nứt, sau đó nứt vỡ từng khúc, liên tiếp lan tràn tới hai chân của Đế Phách Thiên. Phụt. Đế Phách Thiên phun ra máu tươi, thân ảnh bá đạo từ trên phụ tinh đại điện bị đánh bay ra. Ha ha, Đế Phách Thiên, ngày hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi trước. Sau khi thân hình Đế Phách Thị bị đánh bay đỡ upsilon.ng nát một mảng không gian, thần linh thánh vương cười lạnh. Thân hình khổng lồ bước ra một bước. Oanh! Bỗng nhiên trời xanh tự dưng run lên, lần run lên này khiến cho hàng ước vạn sinh linh đều cảm thấy linh hồn run rẩy, thân hình cũng tự nhiên run rẩy khó hiểu. Thần linh thánh vương bước một bước kéo dài qua không gian, thế nhưng chân vừa mới bước ra lại đột nhiên dừng bước, mà cùng lúc này ánh thần linh thánh vương bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới. Trên bầu trời, cơ hồ tất cả cường giả linh vũ giới đều phát hiện ra nơi phát ra rung động kia. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía sơn mạch của Vân Dương Tông, nguồn cơn của lần rung rung này chính là tới từ thân hình cực lớn đang đứng sừng sững trên sơn mạch của Vân Dương Tông. Từng ánh mắt nhìn chăm chú vào, đạo thân ảnh này đã qua một năm vẫn đứng im lặng, đây là lần đầu tiên truyền ra chấn động. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được thân hình khổng lồ này giống như là một đầu mãnh hổ ngủ say đang muốn thức tỉnh, khí tức càng tương liên với thiên địa. Quanh thân hình khổng lồ kia có quang mang trắng đen âm dương từ từ quanh quẩn ra, phóng lên trên trời xanh, bao phủ cả linh vũ thế giới giống như ngày đêm luân chuyển, khiến cho cả linh vũ giống như đang có mặt trời mọc, mặt trời lặn, tuần hoàn không ngớt. Rốt cuộc cũng thức tỉnh sao? Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Hoàng Phủ Minh Long, Độc Cô Ngạo Vũ, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song cùng với những người khác rung động. Cảm nhận khí thức khủng bố trên quang mang trắng đen kia khiến cho trong mắt bọn họ hiện lên sự sợ hãi và vui mừng khó có thể che giấu. Quang mang âm dương trắng đen luân chuyển, trong cả thiên địa lan tràn ra khí thức kỳ dị, năng lượng mênh mông giống như thủy triều từ trên trời xanh thẩm thấu ra, không ngừng tiến vào trong thân hình khổng lồ, đứng sừng sững ở trên sơn mạch. Dưới năng lượng mênh mông chấn động rót vào, quang mang trắng đen âm dương từ trên thân hình kia tràn ra ngày càng sáng ngời. Khí tức khủng bố dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng giống như núi lửa phun trào, cuối cùng đường vòng cung rung động ở giữa đồ án trắng đen âm dương tiêu tán, quang mang trắng đen dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người không ngờ lại dung hợp lại một chỗ. Ầm ầm. Trong sát na này, năng lượng minh mông chấn động lần nữa tăng lên, trên quang mang trắng đen âm dương đang dung hợp vào nhau có năng lượng chấn động khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Đồng thời, trên trời xanh, giống như ở chỗ sâu trong vũ trụ minh mông có một đạo quang mang chói mắt, kỳ dị xuyên thủng thời không, từ trên trời cao phóng xuống mặt đất. Cuối cùng bao phủ lên trên sơn mạch Vân Dương Tông, bao phủ trọn thân hình bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ kia. Không tốt, tiểu tử này tại sao lại quỷ dị như vậy? Đôi mắt cực lớn trên thân hình khổng lồ sững sững trên trời cao của thần linh thánh vương nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chấn động. Cỗ khí thức kia lúc này không ngờ lại khiến cho ngay cả hắn cũng cảm giác được bất an. Thần linh chân thân khổng lồ bước tới phía chân trời, thần quang lan tràn rồi chấn động, một đạo năng lượng cực lớn đánh về phía Lục Lâm Thiên. Rầm rầm. Ngay khi đạo năng lượng cực lớn của thần linh thánh vương đánh về phía quang mang năng lượng trắng đen đang dung hợp chung quanh thân hình Lục Lâm Thiên, đột nhiên có khí thức quỷ dị chấn động lan tràn, đem không gian chung quanh diệt sát thành hư vô. Khí tức hỗn độn tử mông cùng với sương mù màu tím khuếch tán ra. Đạo năng lượng khủng bố chấn động của thần linh thánh vương lập tức bị sương mù màu tím kia ngăn cản, trong vô số ánh mắt cây Eota ép sợ của mọi người lại xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị, khiến cho mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy đạo năng lượng mang theo chấn động khủng bố của thần linh thánh vương đánh vào trong sương mù màu tím, thế nhưng chỉ tạo thành một chút chấn động mà thôi, tiếp đó lập tức biến mất không còn tung tích. Ầm ầm. Ánh mắt thần linh thánh vương biến đổi, cùng lúc này thiên địa ầm ầm rung chuyển, trời xanh vỡ nứt, từ phía xa nhìn lại, gió nổi mây phun, ngôi sao trụy lạc, phảng phất như vũ trụ đang sụp đổ. Trong ngân hà có vô số ngôi sao chấn động, cuối cùng xẹt qua trời cao, từ trên hư không phóng xuống, giống như là một cái đai lưng rực rỡ,
dài và mảnh từ trên trời xanh bay xuống, thế nhưng chỉ bằng cỗ uy áp cuồn cuộn bên trên cũng khiến cho cơ hồ tất cả sinh linh trong linh vũ thế giới cảm thấy run rẩy, linh hồn gần như bị ép tới mức vỡ nát. Từng ngôi sao rơi xuống, lấy sơn mạch của Vân Dương Tông làm trung tâm, mặt đất, núi sông, vực sâu, không gian đều ở trong năng lượng trắng đen dung hợp hóa thành hư vô. Khí tức tử mông như có như không lan tràn, lập tức hóa thành một biển sương mù màu tím. Tất cả biến mất không thấy gì nữa, giống như sơn mạch, mặt đất, không gian giống như chưa từng tồn tại, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Các đệ tử mau lui lại, nhanh. Vân Khiếu Thiên hét lớn, mệnh lệnh toàn bộ đệ tử Vân Dương Tông dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, cường giả Vân Dương Tông cũng lập tức bảo hộ những đệ tử thực lực thấp một ít lui ra. Vân Dương Tông bao la mênh mông, không biết truyền thừa đã bao nhiêu tuế nguyệt trong khoảng thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa, tất cả hóa thành biển sương mù màu tím. Biển sương mù màu tím bao la tương liên với trời xanh, tử khí ngập trời, giống như một cái biển hỗn độn, chỉ có một đạo thân ảnh kia là vẫn hai mắt nhắm chặt đứng sừng sững bên trong, khí tức mênh mông chấn động trên người lan tràn ra. Đây là Đế Phách Thiên ổn định thân hình, từ phía xa nhìn vào biển hỗn độn mênh mông kia. Trong đôi mắt thâm thúy lúc này cũng hiện lên vẻ rung động. Khí tức từ bên trên đó tràn ra khiến cho hắn cũng bị thiên uy bao phủ. Trong biển hỗn độn, tựa như hỗn độn hồng hoang, tử khí ngập trời, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, hoảng sợ nhìn vào, hai mắt đang nhắm chặt trên thân hình khổng lồ đứng sừng sững đã một năm kia rốt cuộc cũng từ từ mở ra. Hai mắt một trắng một đen, âm dương luân chuyển, giống như ngày đêm giao hòa, quang mang từ từ lan tràn ra. Quang mang chấn động ực này lan tràn giống như đột nhiên có uy áp mới xuất hiện, uy áp như vậy vượt qua tất cả uy áp, mà ngay cả chủ nhân của những thế giới hỗn độn kia ở dưới cỗ uy áp này lập tức cảm thấy chân mềm đi. Phịch phịch, uy áp khủng bố này hàng lâm, dưới chủ nhân thế giới hỗn độn, cho dù là cường giả hư vô cảnh cũng không có cách nào liên tiếp chống lại được cỗ uy áp đáng sợ kia, liên tiếp phủ phục trên mặt đất, không thể chống cự. Trong biển hỗn độn, đôi mắt trên bất tử bất diệt thân khổng lồ không ngừng chấn động, có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng thì thào trong miệng hắn, những tiếng thì thào này lại giống như phạm âm trong thiên địa từ bên trong biển hỗn độn truyền ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong trời đất, vạn vật luân hồi đều ở thiên địa. Thiên địa ngũ hành, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, như vậy âm dương, người có âm dương chính là thiên đạo. Vạn vật chi kỳ cương, biến hóa chi cha mẹ, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ. Một âm một dương là đạo, ta dùng âm dương tụ hỗn độn chi đạo, thiên địa đại đạo. Bỗng nhiên bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ ngẩng đầu hét lớn một tiếng, khí tức kinh khủng phóng lên trời, trong biển hỗn độn sóng gió ngập trời, giống như hỗn độn cuồn cuộn. Ầm ầm, tiếng quát vừa dứt, ngôi sao đầy trời theo ngân hà rơi xuống. Một mảnh ngân hà dài hẹp giống như vũ trụ trầm xuống, lơ lửng trên linh vũ thế giới, giống như chỉ cần ngẩng đầu là có thể hái xuống. Ầm ầm, ngôi sao rơi xuống mang theo khí tức áp bách cực lớn cùng với thiên uy hàng lâm. Trên trời xanh, tiếng sấm vang vọng, sấm sét vang vọng trên trời xanh giống như có vô số thần long đang xuyên qua trời cao, cảnh tượng rung động khó có thể nói thành lời. Căn bản khó có thể mà hình dung cảnh tượng mênh mông cuồn cuộn trùng kích thị giác kia. Trong ngân hà, ngôi sao chuyển động giống như là một cái A bàn cực lớn đang hiển hiện trên đỉnh đầu của tất cả mọi người trong linh vũ giới, quang mang chói mắt tách ra, thân hình nhỏ bé của hàng tỷ sinh linh linh lúc này so với những ngôi sao kia quả thực vô cùng nhỏ bé, không đáng so sánh. Dưới uy áp khủng bố kia, sắc mặt của cơ hồ tất cả sinh linh đều tái nhợt, cỗ uy áp kia giống như muốn ép tất cả mọi người tới vỡ vụn. Ngay cả thời không cũng bị đè ép. Linh hồn căn bản không có cách nào thừa nhận được cỗ uy áp cực lớn đang đè nặng kia. Thần linh thánh vương nhìn về phía trước, cảm giác sợ hãi ngày càng thịnh, dưới cỗ khí tức kinh khủng kia chấn động, cảm giác bất an này ngay cả hắn cũng không có cách nào chống cự. Thần quang trong mắt lập lòe, thần linh chân thân khổng lồ lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Giả thần giả quỷ, miệng hét lớn một tiếng, quang mang thần thánh chung quanh thần linh thánh vương cuồn cuộn, cánh tay cực lớn tựa như trụ trời đánh ra. Một đạo quyền ấn tràn ngập thần quang đánh ra, những nơi nó đi qua thần quang rạng rỡ. Không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung, đột nhiên đánh về phía biển hỗn độn kia. Thần linh thánh vương biết rõ, nếu như không sớm giải quyết tiểu tử quỷ dị kia một chút thì sợ rằng ngày hôm nay hắn sẽ phải chịu toàn quân bị diệt, còn phải lùi lại. Thần linh thánh vương,
ngày hôm nay ngươi đã không còn tư cách kêu gào trước mặt ta nữa rồi. Trong biển hỗn độn bao la, bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ xẹt qua trời cao, phất tay vỗ về phía xa, không gian phía trên trời xanh co rút lại. Một ngôi sao thần bí dường như bị Lục Lâm Thiên dùng lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo xuống, uy áp mênh mông cuồn cuộn, đánh vào trên quyền ấn của thần linh Thánh Vương. Phanh phanh phanh. Đạo quyền ấn bằng thần quang của thần linh Thánh Vương đánh vào trên ngôi sao, năng lượng tựa như sóng xung kích hủy diệt lập tức hung hăng khuếch tán ra chung quanh, một mảng lớn trời xanh bị phá hủy. Cùng một lúc, ngôi sao đánh vào trên người thần linh Thánh Vương lập tức bị đẩy lui, trong đôi mắt lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi. Hư vô hữu cảnh, tử mông vô giới, tất cả đều là hư vô chi đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ta dùng âm dương tụ hỗn độn, hỗn độn chi đạo là đạo của thiên địa. Ta dùng hỗn độn phá tử mông. Bất tử bất diệt thiên thần thể đứng bên trên biển hỗn độn, cũng không có để ý quá nhiều tới thần linh Thánh Vương màn gầm đầu hét lớn. Tiếng quát như sấm, mọi người lập tức nhìn thấy quang mang phía trên trời xanh vặn vẹo, trong ngân hàn dài hẹp này, vô số ngôi sao xoay tròn rồi hội tụ. Sau đó xuyên qua xiềng xích của thời không, liên tục không ngừng rơi vào trong bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Lâm Thiên. Ngôi sao ngập trời rơi xuống, trên bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Lâm Thiên có khí tức kinh khủng chấn động, khí tức năng lượng mênh mông cũng giống như sóng to gió lớn chấn động, lan tràn ra chung quanh. Lấy bất tử bất diệt thiên thần thể làm trung tâm, biển hỗn độn cuồn cuộn, tử khí ngập trời. Trong sát na này, không linh vũ thế giới, trong cả 3000 đại thế giới đều tràn ngập tiếng sấm sét, thủy triều dâng cao, núi sông rung chuyển, gió nổi mây phun, dị tượng thiên địa, thiên uy cuồn cuộn. Trong cả 3000 đại thế giới cơ hồ tất cả sinh linh đều phủ phục, dù ai cũng không có cách nào chống cự. Khí tức này chẳng lẽ là tử mông? Đây là tử mông cảnh trong truyền thuyết sao? Lục Lâm Thiên tại sao lại làm được? Trong lúc ngân hà hội tụ, thiên uy minh mông hàng lâm tràn ngập trời xanh, trong mắt vô số chủ nhân thế giới hỗn độn hiện lên vẻ sợ hãi. Ngay cả hỗn độn chi nguyên trong cơ thể bọn họ cũng rung động kịch liệt, cuối cùng thân hình không nghe theo sự khống chế mà phủ phục dưới mặt đất. Chủ nhân thế giới hỗn độn đối mặt với bất tử bất diệt thiên thần thể kia không phủ phục. Trong cả 3000 đại thiên thế giới, chỉ có Đế Phách Thiên và Thần Linh Thánh Vương. Chỉ có hai người này mới có thể đứng trên hư không, cả thiên địa chỉ có hai người bọn họ tránh cưỡng chống lại được uy áp như vậy. Siêu siêu. Ở chỗ sâu trong trời xanh, thần quang ngập trời cùng với kim quang vạn trượng khuếch tán, hám thiên điện khổng lồ cùng với khai thiên chí tôn đao phân tán ra, ngay cả bọn chúng cũng bị áp chế. Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao hắn có thể đột phá? Tiểu tử miệng còn hôi sữa này dựa vào cái gì mà có thể đột phá? Thần linh Thánh Vương nhìn về phía trước, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, sợ hãi, dưới khí tức kinh khủng kia, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn tuôn ra. Uy thế khủng bố trên trời xanh cũng không kéo dài quá lâu, uy thế từ từ tiêu tán, dị tượng trong linh vũ thế giới cũng biến mất, mà ngay cả biển hỗn độn bao la mênh mông kia cũng dùng phương thức huyền ảo hóa thành vô số năng lượng tiến vào trong bất tử bất diệt thiên thần thể kia. Sau khi biển hỗn độn bao la kia biến mất, Vân Dương Tông và Sơn Mạch Bao La vừa rồi biến mất lại đột nhiên hiện lên, vô cùng huyền ảo, khiến cho người ta không khỏi tặc lưỡi thán phục. Mà đạo thân ảnh khổng lồ kia cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người, chung quanh thân hình bắt đầu có khí tức mới chấn động, nhộn nhạo. Bất tử bất diệt thiên thần thể đứng sừng sững, quanh thân có điện mang nhàn nhạt lan tràn ra, trong hai mắt, ánh mắt đã không còn giống như ngày đêm luân chuyển mà đã tràn ngập một mảnh tử mông hỗn độn. Khiến cho người ta nhìn vào một cái lập tức có cảm giác nhìn vào cả thiên địa. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to lớn nhìn qua bốn phía, Lục Lâm Thiên lập tức nhìn thần linh Thánh Vương nói. Trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt khó mà sống được. Tất cả nên chấm dứt rồi. Tử mông cảnh, làm sao ngươi có thể đột phá tới tử mông cảnh được chứ? Tại sao? Không, vô số năm qua ta cũng không thể nào chạm vào được nó, làm sao ngươi có thể? Thần linh Thánh Vương ở phía xa ngơ ngác nhìn qua Lục Lâm Thiên, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, phất tay đánh ra thần quang khổng lồ rót vào trong hám thiên điện. Uy thế trên hám thiên điện cực lớn kia lần nữa đại thịnh, bên trên có thần quang vô tận phóng về phía Lục Lâm Thiên. Đao thúc, ta giúp ngươi một tay. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, hai ánh mắt tử mông hỗn độn mênh mông như biển, không có quá nhiều chấn động mà chỉ lạnh nhạt phất tay một cái. Sau đó trong lòng bàn tay có một đạo quang mang năng lượng lan tràn ra, rơi vào trên khai thiên chí tôn đao. Xoẹt!
quang mang năng lượng hỗn độn lan tràn ra, khí thế trên khai thiên chí tôn đao lần nữa ầm ầm đại thịnh, sát khí khuếch tán ra chung quanh, kim quang vạn trượng, một đạo đao mang đánh ra, đao mang được sương mù hỗn độn bao phủ, giống như là khai thiên, một đạo đao mang ngút trời bỗng nhiên bổ vào trên hám thiên điện kia. Một đao rơi xuống, năng lượng bắn ra, thế nhưng cũng không có động tĩnh quá lớn, dưới sự ăn mòn của sương mù hỗn độn trên đao mang màu vàng kia, thánh quang trên hám thiên điện lập tức dễ dàng tiêu tán. Đao mang mênh mông trong chớp mắt này triệt để phóng thích ra, hám thiên điện rung động kịch liệt, trong khoảnh khắc bên trên lan tràn ra vô số khe nứt, ngay sau đó rạn nứt. Rầm rầm, hám thiên điện trong nháy mắt dễ dàng bị chém nát, giống như pháo hoa bắn tứ tung trên không trung. Một kiện hỗn độn thánh khí cao cấp nhất thế nhưng lại bị phá hủy như vậy trên không trung. Phụt, hám thiên điện bị nghiền nát, trong miệng thần linh thánh vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, rốt cuộc hắn cũng ý thức được không ổn, thần linh chân thân khổng lồ phá không chạy đi, ý đồ muốn bỏ chạy. Lúc này muốn chạy trốn ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, thế nhưng lại sắc bén, lạnh lẽo vô cùng. Bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ lập tức biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện đã ngăn cản trước mặt thần linh thánh vương đang nóng lòng muốn chạy trốn. Thần linh thánh vương biến sắc, chín đạo thủ ấn lần nữa được kết. Cửu tự chân ngôn trong miệng vang vọng. Đàn, giới, tiến, thiện, địa, thủy, hỏa, phong, không. Khi một đạo thủ ấn cuối cùng được kết cùng với chân ngôn cuối cùng vang vọng. Bỗng nhiên cả hư không rung động kịch liệt, thần linh thánh vương tương liên với hư không thiên địa, thần quang thẩu thấu vào trong hư không. Một đạo quang mang chữ vạn màu vàng giống như xuyên việt thời không ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không đủ, ngươi không còn có tư cách này nữa. Lục Lâm Thiên phất tay một cái, khi âm thanh vừa dứt, trước người hắn có năng lượng hỗn độn tràn ra, ngăn cản nguyên đan chữ vạn màu vàng kia. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn bao phủ nó vào bên trong. Năng lượng hỗn độn cuối cùng cũng chỉ nổi lên một chút chấn động, thế nhưng lại thôn phệ quang mang chữ vạn vào bên trong. Oanh! Năng lượng hỗn độn mênh mông cuồn cuộn chấn động ngay sau đó ngưng tụ thành một đạo thủ ấn trong không gian, Lục Lâm Thiên khẽ phất tay một cái. Đạo thủ ấn trong không gian này đánh vào trên người thần linh thánh vương. Phanh phanh! Thủ ấn hỗn độn trong không gian đánh xuống. Quang mang thần thánh quanh thân thần linh thánh vương bị nghiền nát, dễ dàng hóa thành hư vô. Thủ ấn sau đó nặng nề đánh vào trên người thần linh thánh vương, đánh bay thần linh chân thân khổng lồ của thần linh thánh vương rơi xuống mặt đất, giống như thiên thạch rơi xuống phía dưới. Oanh! Thân hình khổng lồ kia rơi xuống, cả linh vũ thế giới run lên, mặt nước trên sông suối, biển, hải vực trong linh vũ thế giới đột nhiên nổi lên sóng gió ngập trời. Đây là thực lực của Tử Mông cảnh sao? Một đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra ngây ngốc, nghẹn họng, thần linh thánh vương vốn không ai địch nổi lúc này lại không chịu nổi một kích như vậy. Tử Mông cảnh trong truyền thuyết quá mức khủng bố. Khặc khặc, Lục Lâm Thiên, ngươi không ngờ yêu ta ít được ta đâu. Coi như là ngươi tới Tử Mông cảnh, thế nhưng ta là người dung hợp hỗn độn địa thế giới, ta là chủ nhân của hỗn độn địa thế giới, ngươi dung hợp hỗn độn thiên thế giới, ngươi cũng không ngờ yêu ta ít được ta. Ngươi cũng không có luân hồi chi thân như ta, cũng không có biện pháp luyện hóa được ta. Thần linh chân thân khổng lồ của thần linh thánh vương từ một cái vực sâu trong cổ vực leo lên, nơi hắn vừa mới rơi xuống tạo thành một cái vực sâu cực lớn. Ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên trên không trung trong đôi mắt cực lớn của thần linh thánh vương hiện lên vẻ gây ết yêu ta ép sợ, có kinh hãi, có sợ hãi, cũng có oán hận và tức giận, lại có cảm giác thất bại, cho dù thế nào hắn cũng không có cách nào tiếp nhận tất cả chuyện này. Quả thực ta không có luân hồi chi thân, không có cách nào luyện hóa được ngươi. Hỗn độn thiên giới cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Lục Lâm Thiên ăn mòn thần linh thánh vương, giờ phút ánh mắt hắn nhìn về phía thần linh thánh vương giống như nhìn về phía con sâu cái kiến, hắn mở miệng lạnh nhạt nói. Người có âm dương, hỗn độn đại đạo, thiên địa đạo đao, vạn vật chi kỷ cương, biến hóa chi cha mẹ, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ. Ta dùng hỗn độn chi đạo tiêu diệt ngươi lại dễ dàng như trở bàn tay. Dứt lời, vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên trở nên sắc bén, thủ ấn được kết, lần nữa dưới ánh mắt của tất cả mọi người chăm chú nhìn vào, năng lượng hỗn độn mênh mông chấn động, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo chỉ ấn giống như trống trời phá không đánh ra. Chỉ ấn xuyên qua không gian vặn vẹo, những nơi nó đi qua, không gian run lên không hiểu.
không gian lặng lẽ nứt vỡ từng khúc, sau đó hóa thành một mảnh hỗn độn mênh mông. Ầm ầm. Trong sát na này, trên trời xanh bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm minh, thiên uy cuồn cuộn. Giờ phút này thần linh thánh vương dường như cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt chuyển thành sợ hãi, run rẩy, trên đạo chỉ ấn hỗn độn kia có khí tức bá đạo, hủy diệt, dường như muốn đem tất cả hóa thành hỗn độn vậy. Khí tức khủng bố vô thanh vô tức bao phủ, thần linh thánh vương cảm nhận được linh hồn mình rung động kịch liệt. Từ cổ chí kim, vô số năm qua hắn chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này, cảm giác tử vong sinh sôi từ tận sâu trong linh hồn, đồng tử tràn ngập thần quang co rút lại, muốn toàn lực giãy giụa, thế nhưng lại phát hiện ra toàn thân đã bị lực lượng vô hình giam cầm, bốn phía không biết từ khi nào đã đột nhiên xuất hiện một mảnh biển hỗn độn, ở trong biển hỗn độn kia hắn căn bản không thể nào nhúc nhích. Dương giả, hỗn độn chi đạo, thiên địa chi đạo, vạn vật chi kỳ cương, biến hóa chi cha mẹ, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ, diệt. Âm thanh lạnh nhạt sắc bén vang lên, đạo chỉ ấn hỗn độn kia rơi vào trong mi tâm của thần linh thánh vương, chỉ ấn đánh xuống, đồng tử thần linh thánh vương co rút lại, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, cây ết yêu ta ép sợ, tuyệt vọng, oán hận. Sau đó thần linh chân thân khổng lồ kia, bắt đầu từ mi tâm rạn nứt, giống như là thân hình bị ăn mòn, liên tiếp hóa thành hư vô, hóa thành hỗn độn, căn bản không có sức chống cự một chút nào. Khi tất cả hóa thành hư vô, trên bất tử bất diệt thiên thập thể cực lớn trên không trung kia có quang mang hỗn độn màu tím tản ra. Lục Lâm Thiên khẽ phất tay một cái, biển hỗn độn màu tím tiêu tán ở trong linh vũ thế giới. Một đạo quang mang chữ vạn màu vàng định trốn chạy, thế nhưng lại bị giữ lại trên không trung. Bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ đứng sừng sững trên không trung, hàng ước vạn sinh linh trong linh vũ thế giới cùng với chủ nhân của các thế giới hỗn độn, cho dù là ai lúc này cũng có thể nhìn ra. Lúc này thần linh thánh vương kia đã triệt để vẫn lạc. Thành công một nửa. Đế Phách Thiên nhìn thân hình khổng lồ trên không trung, trên thân ảnh gầy gò bá đạo lúc này trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thế nhưng lại lập tức chuyển thành ngưng trọng. Ngũ hành đại đế, linh vũ thế giới ta lớn mạnh. Linh vũ thế giới ta lớn mạnh. Người trong linh vũ thế giới bắt đầu quát lên từng tiếng, âm thanh hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hội tụ thành tiếng vang kinh người cuồn cuộn, giống như sấm sét. Lúc này đạo thân ảnh khổng lồ đang đạp không đứng lơ lửng kia lại một lần nữa tạo ra kỳ tích, bảo hộ cả linh vũ thế giới, đạo thân ảnh khổng lồ kia đủ để khiến cho hàng ước vạn sinh linh run rẩy, đó là tồn tại trước nay chưa từng có. Bất tử bất diệt thiên thần thể đứng sừng sững trên không trung, quang mang hỗn độn chấn động, cuối cùng hóa thành nam tử mặc áo bào xanh cao ngất quen thuộc, mắt nhìn mảnh bừa bộn một năm qua trong linh vũ thế giới, cảnh tượng máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết ngập trời cùng với khí tức huyết sát vẫn còn tràn ngập trong không gian mà chưa tiêu tán đi. Sau đó Lục Lâm Thiên nhìn lên trên trời xanh, ánh mắt trầm xuống, dường như đang suy tư chuyện gì đó. Cơ hồ tất cả sinh linh ngẩng đầu, không có quấy rầy, chỉ lặng lặng nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh kia. Rốt cuộc dưới hàng ước vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, Lục Lâm Thiên từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, trường bào màu xanh không gió mà bay, miệng thì thào nói. Hạo kiếp mặc dù đã bị phá, thế nhưng lại khó bảo toàn thiên địa luân hồi, không bằng cứ làm như vậy. Dứt lời, lấy quanh thân Lục Lâm Thiên làm trung tâm, khí tức hỗn độn hùng hậu lan tràn ra rồi lập tức phóng lên trời, giống như là mặt trời mọc lên ở phía đông. Trong nháy mắt bao phủ linh vũ thế giới, sau đó bay thẳng lên trời xanh, bay thẳng tới ngân hà, giống như một vị thần bay lên trời. Khi quang mang hỗn độn mở trời xanh, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hơn 1000 quang mang chữ vạn lơ lửng. Đây chính là bổn nguyên của thế giới hỗn độn của hơn 1000 chủ nhân thế giới hỗn độn bị đánh khi trước, tất cả đều hiển hiện. Không ít ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn vào từng đạo hỗn độn bổn nguyên kia, ai cũng hiểu, nếu như ai có đủ khả năng dung hợp hỗn độn chi nguyên của những chủ nhân thế giới đã vẫn lạc kia lưu lại là có thể trở thành chủ nhân thế giới hỗn độn, đó chính là mơ ước của hàng ước vạn sinh linh trong trời đất này. Vô số hỗn thế giới chi nguyên lơ lửng, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay. Khí tức hỗn độn dần dần bao phủ trời xanh, che đi ngân hàn đang sáng chói ở chỗ sâu trên trời xanh. Ầm ầm, cả 3000 đại thế giới run rẩy, dị tượng thiên địa, khí tức hỗn độn thẩm thấu ra, cả 3000 đại thế giới rung động kịch liệt, thiên uy cuồn cuộn, chúng sinh rung động và phủ phục. Năng lượng hỗn độn bao phủ, quang mang màu tím che khuất bầu trời, cuối cùng, trên trời xanh, thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng hóa thành hư vô hỗn độn rồi biến mất không thấy gì nữa.
mà tất cả sinh linh trong 3000 đại thiên thế giới đều có thể cảm giác được có uy áp mênh mông cuồn cuộn giống như thiên địa đang dò xét. Dưới cỗ uy áp này, sinh linh trong toàn bộ 3000 đại thiên thế giới phủ phục trên mặt đất, không có cách nào chống cự. 3000 đại thế giới, vạn tộc sinh ra, chinh chiến không ngừng, hạo kiếp vì vậy lúc nào cũng có nguy cơ xuất hiện, sinh linh đổ thán. Hôm nay ta dùng Tử Mông làm cơ sở, vì chúng sinh tìm kiếm sinh cơ, vì cô hồn mà siêu độ, từ nay về sau trong thiên địa này trừ thiên đạo ra lại ngưng tụ tu la đạo, nhân gian đạo, thú đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo. La sát, tu la, các tộc tiến vào trong tu la đạo. Không được tự ý rời khỏi, nhân tộc ở trong nhân gian đạo, vạn thú quy về thú đạo, âm minh tộc, phệ hồn tộc, các loại quy vào quỷ đạo trọn đời không được siêu sinh. Cô hồn dã quỷ, tàn hồn, chấp niệm nếu như tiến xuống địa ngục mà nói, từ nay về sau thiên địa tự động, lục đạo luân hồi. Âm thanh Lục Lâm Thiên vang vọng trời xanh, năng lượng hỗn độn bắn vào trong 3000 đại thiên thế giới, vô số thế giới lập tức rung động kịch liệt, hỗn độn chi khí che khuất bầu trời, thiên địa lập tức lờ mờ, chỉ có khí tức hỗn độn ở chỗ sâu trong trời xanh là trong lúc mơ hồ có thần quang rực rỡ, quang mang màu tím lan tràn. Một đạo thân ảnh ở trên trời xanh như ẩn như hiện, từng đạo thủ ấn được kết, giống như đang phân chia thứ gì đó trong thiên địa này, khiến cho các thế giới trong thiên địa xoay tròn, thời không biến đổi, chúng sinh rung động, linh hồn rung động, giống như cả thiên địa này giống như tùy thời sẽ bị nứt vỡ. Tất cả mọi chuyện kéo dài vô cùng lâu, thiên địa luôn lâm vào trong bóng tối, trong 3000 đại thiên thế giới, chúng sinh phủ phục sợ hãi, kinh hãi không hiểu. Vạn thú rít gào, có thế giới lại vang vọng tiếng quỷ khóc thần sầu. Sau khi tất cả động tĩnh bị dẹp loạn, thiên địa bắt đầu khôi phục lại ánh sáng, chỉ có trên trời xanh vẫn bị quang mang màu tím bao phủ. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao vậy? Sau khi tất cả khôi phục, cơ hồ trong tất cả các đại thế giới đều có biến hóa không ít, cơ hồ tất cả sinh linh kinh ngạc phát hiện ra thế giới nơi mình sống biến hóa quá nhiều. Phệ hồn nhất tộc, âm minh nhất tộc, âm linh tộc ở trong tối tăm mịt mù, la sát tộc, tu la tộc, thiên ma nhát tộc thì ở trong thế giới sát khí ngập trời, ma khí tràn ngập. Trên hư không hỗn độn, ở giữa quang mang màu tím tràn ngập thiên địa kia bỗng nhiên có một đạo thần quang chiếu xuống, giống như là từ sâu trong vũ trụ hàng lâm. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, lan tràn ở phía trên trời xanh, uy áp mạnh mẽ bực này khiến cho chủ nhân các thế giới hỗn độn lúc này cũng chỉ có thể lập tức phủ phục. Lúc này ngay cả đế phách thiên cũng không ngoại lệ, thiên uy hiện tại ngay cả hắn cũng không có cách nào chống cự được. Cả trời xanh lúc này chỉ có một mình Lục Lâm Thiên lơ lửng đứng đó, quanh thân có sấm sét ngập trời, thần quang chiếu rọi, thiên uy vô cùng vô tận bao phủ, đây chính thức là thần thích, bá đạo vô cùng. Hỗn độn khai mở, thiên địa sinh, vũ trụ sinh bên trong, dương thanh vi thiên. Lúc trước 3000 thế giới hỗn độn có chủ, Đông Hoàng Thái Huyền khống chế hỗn độn thiên thế giới, định trụ 3000 đại thế giới, làm cho thiên địa định vị, mượn thiên bố trí ân trạch, vạn vật sinh sôi, vạn tộc hiện lên, đạt được vô lượng công đức, cuối cùng thiên tướng vận may dung hợp thiên đạo, từ nay về sau đại biểu thiên đạo khống chế 3000 đại thế giới, hiện tại Lục Thiếu Du khống chế hỗn độn thiên thế giới. Dùng Tử Mông hỗn độn mở ra 5 đạo vừa người 6 đạo, vì chúng sinh tìm kiếm sinh cơ, vì cô hồn siêu độ. Lần nữa đạt được vận may, lần nữa muốn chấp trưởng thiên đạo. Hoàn thiện lục đạo luân hồi, đạt được hồng đạo đức công, chấp trưởng thiên đạo. Cả đám chủ nhân thế giới hỗn độn lúc này tránh cứng ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, dưới thiên uy khủng bố này, ở thời điểm viễn cổ bọn họ đã nhìn qua, lúc trước Đông Hoàng Thái Huyền kia đạt được vận may, cuối cùng mới có thể chấp trưởng thiên đạo. Từ đó về sau siêu thoát cả đám thế giới hỗn độn. Ầm ầm, thiên tướng vận may công đức, sấm sét chằng chịt trên trời cao, đều tương liên với Lục Lâm Thiên. Trong lúc mơ hồ cả thiên địa hòa thành một thể với đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, cả hai dung hợp lại với nhau. Thiên uy dần dần yếu bớt, tất cả dần dần dẹp loạn, lúc này quang mang màu tím trên trời xanh đã dần dần thu liếm, cuối cùng thế giới sáng rõ, thanh tịnh mà sáng ngời. Cả linh vũ thế giới tràn ngập năng lượng thiên địa giạt rào, mặt đất sinh cơ bừng bừng. Tất cả dấu vết của chàng hạo kiếp khi trước đã biến mất không thấy gì nữa. Mức độ đậm đặc của năng lượng thiên địa khiến cho người ta hoảng sợ, đứng đầu 3000 đại thế giới, khiến cho chúng sinh trong linh vũ thế giới mừng rỡ không thôi. Hạo kiếp đi qua, về sau tiền đồ của linh vũ thế giới không cần phải nói. Trên bầu trời, Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, lẳng lặng lơ lửng trên không trung.
trên người có khí thế chống trời, khiến cho người ta từ xa nhìn vào giống như đối mặt với thiên địa, không khỏi cảm thấy nhỏ bé, từ sâu trong linh hồn hiện lên vẻ kính sợ. Ánh mắt đám chủ nhân thế giới hỗn độn run sợ, từ nay về sau, chỉ bằng khí tức hỗn độn trên người Lục Lâm Thiên hiện tại, bọn họ đã cảm nhận được khí tức của Đông Hoàng Thái Huyền khi trước, loại khí tức này so với Đông Hoàng Thái Huyền khi trước mạnh hơn quá nhiều, bởi vì lúc trước Đông Hoàng Thái Huyền là hư vô cảnh, mà Lục Lâm Thiên lại là tử mông cảnh, chưa từng có ai đạt tới tử mông cảnh. Bái kiến Thiên Thánh. Đám chủ nhân của thế giới hỗn độn khẽ khom người hành lễ, Lục Lâm Thiên đã chấp trưởng thiên địa, đã dung hợp với thiên đạo, từ nay về sau chấp trưởng thiên đạo, chính là người đứng đầu của cơ hồ tất cả thế giới hỗn độn, đứng đầu chúng sinh, đương nhiên bọn họ phải hành lễ. Thực lực lão đại thật cường hãn. Tiểu Long ở phía dưới vốn cũng phải phủ phục trên mặt đất, thiên uy biến mất, lúc này hắn mới đứng dậy được, trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng thay lão đại. Trong linh vũ thế giới, đệ tử Lục gia, đệ tử Phi Linh Môn, tất cả đều kích động, xôi trào. Trên bầu trời, Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, miệng mỉm cười, khí tức chấn động khiến cho cả thiên địa khẽ run lên, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên trời xanh, thì thào nói. Thiên đạo, từ nay về sau thiên đạo mặc dù không phải ta, nhưng ta là thiên đạo, thiên địa chi đạo. Vạn vật chi kỷ cương, biến hóa chi cha mẹ, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ. Ngừng lại một lát, Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, nói. Ta là thiên đạo lại không phải là ta, loại chuyện giống như khôi lỗi này ta khinh thường làm, cho nên ta không muốn chấp trưởng thiên đạo. Oanh! Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, đồng thời cả thiên địa, không trung lung lay giống như sắp đổ, bỗng nhiên mặt trăng mặt trời cùng xuất hiện, hàng ức ngôi sao ầm ầm rơi xuống rồi lơ lửng, giống như là ngân hà, vũ trụ treo ở trên tầng trời thấp, không gian đột nhiên bắt đầu lờ mờ. Thiên địa bắt đầu run rẩy, cửu thiên bắt đầu rung chuyển. Lần này chúng cường giả ở chung quanh và phía dưới đột nhiên biến sắc, tất cả dường như lại không giống như trong tưởng tượng của mọi người. Chỉ có Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung, trong mắt có chút chấn động, dường như đang chờ mong thứ gì đó, lại đang chờ đợi thứ gì đó. Lục Lâm Thiên nhìn không gian gió nổi mây phun, ngân hà lơ lửng dưới tầng trời thấp. Dường như hắn cũng cảm giác được cái gì đó mà lập tức mở miệng nói. Xem ra ngươi muốn ngăn cản ta. Ầm ầm. Trong trời xanh không có ai trả lời Lục Lâm Thiên, nhưng lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ, giống như từ chỗ sâu trong trời xanh truyền ra, càng ngày càng có nhiều mây đen hội tụ trên bầu trời, trong thiên địa bỗng nhiên có thiên uy kinh khủng hàng lâm. Cả thiên địa đang gió nổi mây phun lập tức có vô số mây đen rậm rạp, mây đen mênh mông cuồn cuộn bao phủ mọi người trên không trung. Bên trong tràn ngập khí tức kinh khủng, hàng ức ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, ở trong mây đen phát ra quang mang lập lòe, khí tức kinh khủng nương theo thiên uy cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện trong phiến thiên địa này. Dưới cỗ khí tức này, chủ nhân các thế giới hỗn độn đều cảm thấy tim đập nhanh, tim đập rộn nhịp, nguyên lực đình trệ. Không có cách nào chống cự. A hát! Sắc mặt những thánh hồng cảnh, bán hư vô cảnh lúc này lập tức trắng bệch, dưới thiên uy khủng bố này tất cả đều không có cách nào chống lại. Chỉ có thể lăng không phủ phục dưới mặt đất, mà ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên. Cơ hồ tất cả người có tu vi đều quỳ xuống, chỉ có những chủ nhân của các thế giới hỗn độn là còn có thể cố gắng chống lại. Xem ra ngươi thực sự muốn ngăn cản ta. Lục Lâm Thiên tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, miệng khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên trong mắt bắn ra khí thế bá đạo, khí tức ầm ầm khởi động, thân hình bước ra một bước, nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Lớn tiếng nói. Người đã ngăn ta như vậy ta cũng không khách khí nữa, nghịch thiên thì thế nào chứ? Oanh! Lục Lâm Thiên nói xong, vô số tia chớp bỗng nhiên xuyên thẳng qua mây đen, sấm sét lập lòe trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, che khuất bầu trời, sấm sét này có màu tím vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, sấm sét màu tím vàng che khuất bầu trời ngưng tụ thành quả cầu bằng sấm sét cực kỳ chói mắt, trong không gian chung quanh hiển ra một cái động sâu, bên trong đen như mực. Thâm thúy mà đáng sợ. Đây là vô lượng thiên lôi, Lục Lâm Thiên không muốn chấp trưởng thiên đạo, dẫn tới vô lượng thiên lôi. Cơ hồ chủ nhân của tất cả các thế giới hỗn độn nhìn quả cầu bằng sấm sét kinh khủng kia, tất cả không khỏi nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ rung động. Uy thế kinh khủng này coi như bọn họ là chủ nhân thế giới hỗn độn thế nhưng lúc này cũng cảm nhận được một loại nguy hiểm mang tính hủy diệt. Ầm ầm, mặt trời và mặt trăng đứng cách xa nhau. Hàng ức ngôi sao trên không trung xoay tròn, sấm sét cuồn cuộn,
tiếng sấm minh vang vọng không ngừng, Lục Lâm Thiên ngửa mặt lên trời, giống như một vị thần đứng sừng sững. Thân hình cao ngất kia chính là tồn tại chói mắt nhất trong thiên địa. Xoẹt! Sấm sét màu tím vàng khủng ố phô thiên cái địa trên không trung, uy áp sấm sét cường hãn từ bên trong tràn ngập ra khiến cho lòng người rung động. Ầm ầm! Tiếng sấm sét kinh người vang vọng, thiên uy cuồn cuộn, quả cầu bằng sấm sét màu tím vàng cực lớn kia đánh xuống Lục Lâm Thiên ở giữa không trung. Bên trên còn có vô số đạo sấm sét to bằng trẻ con đánh xuống, giống như là nộ long rậm rạp chẳng chịt ầm ầm đánh xuống Lục Lâm Thiên. Rầm rầm. Những nơi sấm sét màu tím vàng rậm rạp chẳng chịt đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, không gian vô thanh vô tức tan vỡ thành hư không đen kịt. Lục Lâm Thiên ở trong vô lượng thiên lôi rậm rạp chẳng chịt kia, khóe miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ, khuôn mặt tràn ngập khí thế ngạo nghễ, khí phách vô cùng, hắn ngửa mặt lên trời quát to. Vô lượng thiên lôi, lúc trước khi ta còn là chân lý niết bàn cũng không thể làm gì được ta, lúc này chẳng lẽ còn muốn làm gì ta hay sao? Tiếng cười bá đạo vang vọng trời cao, tiếng cười giống như tiếng sấm rền cuồn cuộn, vang dội không thôi. Đồng thời Lục Lâm Thiên phất tay, khí tức hỗn độn tràn ngập, lập tức khuếch tán ra chung quanh, vô lượng thiên lôi phô thiên cái địa đánh xuống thế nhưng lại hóa thành hư vô trong sương mù hỗn độn, biến mất không còn tung tích. Phá! Miệng khẽ quát một tiếng, Lục Lâm Thiên lần nữa vung trường bào màu xanh lên, sương mù hỗn độn khuếch tán, giống như một đầu cự long bằng sương mù màu tím phóng lên trời, tràn vào trong quả cầu bằng sấm sét màu tím vàng cực lớn kia. Sương mù hỗn độn dũng mãnh tràn vào, vòng xoáy đen kịt kia lập tức tán loạn, tất cả hóa thành hỗn độn hư vô, cuối cùng khí tức hỗn độn khuếch tán ra chung quanh, giống như gió bão tràn tới quả cầu bằng sấm sét màu tím vàng, khiến cho quả cầu bằng sấm sét màu tím vàng cũng ầm ầm tán loạn. Giống như pháo hoa màu tím bắn tứ tung trên trời xanh, chiếu rọi 3.000 đại thế giới, trên bầu trời tràn ngập điện mang màu tím chói mắt. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt khi quả cầu bằng sấm sét màu tím tan vỡ, cả không gian thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho người ta kinh hãi lạnh mình, vầng trăng và mặt trời trên không trung bỗng nhiên xoay tròn, trong ngân hà lơ lửng dưới tầng trời thấp, vô số ngôi sao phóng ra quang mang chói mắt, vật đổi sao rời. Bằng mắt thường có thể thấy được diện tích càng lúc càng lớn, từ trời xanh rơi xuống phía dưới, âm thanh ầm ầm từ xa tới gần cuồn cuộn vang vọng, quanh quẩn trong thiên địa, giống như cả thiên địa sắp sụp đổ, hủy diệt. Siêu siêu, ngôi sao đáp xuống, xẹt qua trời cao, vết nứt lan tràn ra hư không giống như một cái dây lưng đen kịt dài rằng giặc treo lơ lửng, thiên uy cuồn cuộn càng trở nên mạnh mẽ, khí tức giống như là diệt thế. Vô số người ngẩng đầu nhìn thấy vậy không khỏi giật mình, kinh hãi lạnh mình. Trước mặt thiên uy cuồn cuộn như vậy, sinh linh vô cùng nhỏ bé. Một ngôi sao đầu tiên trên bầu trời phóng xuống trời cao, mang theo khí tức áp bách cực lớn cùng với thiên uy hàng lâm, giống như một cái la bàn hiển hiện trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, quang mang chói mắt bắn ra, lúc này thân hình nhỏ nhắn của Lục Lâm Thiên so với nó vô cùng nhỏ bé, giống như con sâu cái kiến. Đến đây đi! Trên trời xanh, Lục Lâm Thiên ngạo nghễ đứng thẳng, quang mang hỗn độn trong mắt lập lòe, nói xong. Một bước bước lên trên không trung, sau đó bước qua trời cao, đáp xuống phía trên ngôi sao kia. Oanh! Ngôi sao thứ hai rơi xuống, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên vung lên, lại lần nữa bước qua, lại một bước ngang trời, đáp xuống ngôi sao thứ hai rơi xuống, sau đó là ngôi sao thứ ba, ngôi sao thứ tư. Từ xa nhìn lại lúc này Lục Lâm Thiên giống như đang đạp trên các ngôi sao rơi xuống để nghịch thiên tiến lên, ngôi sao rơi xuống đầy trời giống như bậc thang nghịch thiên. So với khi chân lý niết bàn còn nghịch thiên hơn nhiều. Cảnh tượng vô cùng rung động, bá đạo tuyệt luân, vượt qua vô cùng. Ầm ầm, từng ngôi sao đầy trời hạ xuống, Lục Lâm Thiên bước thoáng qua, khí tức khủng bố diệt thế, Lục Lâm Thiên vẫn ngạo nghễ đứng đó, từng bước đạp không đi lên, từng bước lên trời. Kéo dài qua trời cao vô tận, xuyên qua ngân hà, những nơi Lục Lâm Thiên đi qua, một mảnh quang mang đen kịt mà thâm thúy lan tràn ra chung quanh. Quét ngang thiên địa, tất cả giống như đều hóa thành hư vô hỗn độn, mãi đến khi thân ảnh biến mất ở chỗ sâu trong trời xanh, không ai có thể nhìn thấy được thân ảnh của hắn nữa. Mãi một lúc lâu sau, hàng ức vạn sinh linh trong thiên địa mới dần dần khôi phục lại từ trong cảm giác kinh hãi, run rẩy, thiên địa sáng rõ, thiên uy biến mất không thấy gì nữa, nhưng phía trên trời xanh đã sớm không còn hình dáng của đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này nữa. Hàng ức vạn sinh linh phủ phục sau khi thiên uy biến mất từ từ đứng dậy, từng ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh.
Thành công rồi sao? Ánh mắt thâm thúy như sao của Bát Hoang Thánh Tôn nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh, miệng thì thào nói, vẻ mặt ngày càng ngưng trọng. Sư tổ, phụ thân con đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa? Lục Kinh Vân nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh, sau đó hỏi Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên trước mặt. Ta cũng không biết, có lẽ là một phiến thiên địa khác. Lão ảnh tiến lên, nhìn qua Bát Hoang Đế Phách Thiên nói. Sư phụ, chẳng lẽ có liên quan tới sắp xếp trước đó sao? Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên gật đầu, nhíu mày rồi nhìn qua đám người lão ảnh, Lục Kinh Vân bên người một lát rồi nói. Đến lúc này, ta cũng có một chút chuyện muốn nói cho các con có biết cũng không sao. Tất cả mọi chuyện đều là do ta và Đông Hoàng Thái Huyền sắp xếp lúc đầu. Đều là do hai người sắp xếp. Hậu Khánh Lâm, Hư Thiên Thánh Cô, Tử Vi Thần Nữ. Đều nghi hoặc. Đế Phách Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh nói. Lúc trước thời gian không ngừng chảy, không gian không yên ổn, trước khi thiên địa được mở ra chính là một mảnh hỗn độn, hỗn độn không thời gian, thiên địa hỗn độn, vũ trụ hỗn độn, thời gian dài vô tận, không gian không có nơi nào yên ổn, trải qua vô số tuế nguyệt mênh mông, rốt cuộc trong hỗn độn xuất hiện vũ trụ, sau đó là trăng sao, tụ thổ, thủy, hỏa, phong. Thời gian bắt đầu trôi qua. Trong thiên địa mênh mông bắt đầu xuất hiện vô số thế giới, những thế giới này đều có dấu vết của hắn. Cách mà không cách, không cách mà cách, dưới năng lượng thiên địa mênh mông, thời gian bắt đầu có trật tự, không gian tìm được vị trí thuộc về nó, vũ trụ ổn định, thời không có định. Trong thiên địa rốt cuộc 3.000 thế giới, vũ trụ cũng thành hình. Trong dòng sông thời gian dài mênh mông, trong 3.000 đại thế giới bắt đầu dần dần thai nghén ra sinh mạng, thai nghén ra vạn tộc. Những tính mạng này có không ít người là người đại trí tuệ, đại nặng, lợi dụng năng lượng thiên địa tu luyện, cuối cùng đạt được cơ duyên trong 3.000 đại thiên thế giới, khống chế 3.000 đại thiên thế giới. Ta, thần linh Thánh Vương, Đông Hoàng Thái Huyền, còn có chủ nhân của các thế giới hỗn độn hiện tại đều là một trong số những người đó. Lão ảnh, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ và những người khác gật đầu, chuyện này bọn họ đã từng nghe nói qua. Đế Phách Thiên ngừng một lát. Sau đó tiếp tục nói. Thế nhưng trong dòng sông dài mênh mông ta và Đông Hoàng Thái Huyền đều phát hiện ra, coi như là chúng ta, muốn ở hư vô cảnh tiến thêm một bước mà nói cũng không có cách nào, cái thiên địa này đối với chúng ta mà nói chính là một ngục tù, khiến cho chúng ta không có cách nào giãy giụa ra khỏi, chúng ta sinh ở trong phiến thiên địa này, từ nhỏ đã bị áp chế. Đông Hoàng Thái Huyền chấp trưởng thiên đạo, áo chế hàng vạn ức sinh linh trong thiên địa, càng không có cách nào phản kháng. Trong dòng sông thời gian dài mênh mông, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi phiến thiên địa này. Sư phụ, vì sao phải thoát ly khỏi phiến thiên địa này? Ma phủ đạo tổ bà Thiên La có chút nghi hoặc lên tiếng. Đế Phách Thiên nhìn bà Thiên La, ánh mắt có chút chấn động, ngừng một lát rồi nói. Bởi vì ta và Đông Hoàng Thái Huyền đều nhất trí cho rằng, phiến thiên địa này cũng không phải là duy nhất, ngoài trời có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trong vũ trụ mênh mông không có khả năng chỉ có một phiến thiên địa này. Sư phụ, chẳng lẽ mọi người đã sớm muốn nghịch thiên? Ánh mắt đạm niệm khẽ đổi, lập tức kinh ngạc nhìn về phía sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Đế Phách Thiên khẽ phất tay một cái, nói. Chúng ta muốn nghịch thiên, thế nhưng lại sinh ở trong phiến thiên địa này, linh hồn có lạc ấn, ấn ký của phiến thiên địa này, chung quy không có cách nào làm được. Coi như là tất cả các sinh linh trong 3.000 đại thế giới đều không làm được. Tất cả đều bị chủ nhân thế giới hỗn độn khống chế, loại lạc ấn này từ khi sinh ra đã tồn tại trong linh hồn, không có cách nào loại bỏ. Trường Hạo Kiếp lúc trước kỳ thực thần linh Thánh Vương cũng chỉ bị ảnh hưởng mà thôi. Tất cả đều do ta và Đông Hoàng Thái Huyền sắp xếp. Đông Hoàng Thái Huyền và ta muốn nghịch thiên mà đi, đột phá thiên đạo này. Nhưng mà về sau lại phát hiện ra thiên đạo không thể trái. Cho nên cuối cùng bất đắc dĩ chúng ta đành phải quyết định phong ấn thần linh Nhiễm Hồng. Đế Phách Thiên nói xong, không ít người chung quanh lập tức kinh ngạc, đến lúc này tất cả bọn họ mới biết được, tất cả mọi thứ lúc trước đều là do Đế Phách Thiên và Đông Hoàng Thái Huyền sắp xếp, mà thần linh Thánh Vương kia chỉ bị ảnh hưởng tới mà thôi. Hạo Kiếp chính thức là từ tay hai người Đế Phách Thiên và Đông Hoàng Thái Huyền. Vậy thì cửu sư đệ thì sao? Vì sao đệ ấy lại có thể làm được? Vì sao lại có thể nghịch thiên rời đi? Sau khi kinh ngạc, Hoàng Phủ Minh Long có chút khó hiểu nói. Bởi vì cửu sư đệ con không phải là người trong phiến thiên địa này.
Đế Phách Thiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người nói. Ta và Đông Hoàng Thái Huyền không có cách nào thoát khỏi phiến thiên địa này giam cầm, cho nên mới nghĩ tới một biện pháp, mượn lực lượng chấp chưởng thiên đạo của Đông Hoàng Thái Huyền, triệu hoán người bên ngoài tới đây. Nếu như thành công thì chứng minh phỏng đoán của chúng ta không sai, bên ngoài còn có phiến thiên địa khác. Cho nên thành công. Tử Vi thần nữ kinh ngạc, biến sắc nói, triệu hoán người ở bên ngoài, muốn làm được chuyện này cần khủng bố tới ra sao? Sư phụ và Đông Hoàng Thái Huyền không ngờ lúc trước đã nghĩ tới một bước này. Không, thất bại. Đế Phách Thiên lắc đầu cười khổ, nói. Lúc trước cũng không có thành công, ta cùng Đông Hoàng Thái Huyền đều cho rằng thất bại, bởi vì ta và Đông Hoàng Thái Huyền muốn nghịch thiên mà đi, triệu hoán người bên ngoài bị tiêu hao quá nhiều, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Huyền, đã ảnh hưởng tới căn cơ, nỏ mạnh hết đà, bằng không mà nói, ta và Đông Hoàng Thái Huyền liên thủ lúc trước đã có thể tru sát thần linh Thánh Vương. Nhưng cuối cùng không thể không phong ấn thần linh Thánh Vương lại. Vì hóa giải trận hạo kiếp này, ta cùng Đông Hoàng Thái Huyền sắp xếp, an bài lần cuối cùng, để phòng vô số năm sau thần linh Thánh Vương xuất thế. Nhưng mãi đến khi ta đi ra mới cảm ứng được cửu sư đệ các con cũng không phải là người trong phiến thiên địa này. Ta nghĩ hẳn là ta và Đông Hoàng Thái Huyền lần trước muốn nghịch thiên cũng chưa hoàn toàn thất bại, chúng ta tính toán sai lần, thế cho nên sau khi nghịch thiên vô số năm sau mới thành công. Sư tổ, người nói là phụ thân con là người tới từ thế giới khác. Đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh. Kinh ngạc không thôi. Có thể nói là như vậy. Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên gật gật đầu, sau đó nói. Trong tối tăm tự có sắp xếp, sức người khó có thể bằng được. Vô số ngôi sao lơ lửng trên vòng trời, không ngừng xoay tròn, đây là một mảnh không gian bao la vô cùng vô tận. Lục Lâm Thiên đứng ở trong không gian này, chân đạp ngôi sao mà đứng, giống như hỗn mà không phải là hỗn, giống như độn mà không phải là độn. Rốt cuộc ngươi cũng tới rồi sao? Ở chỗ sâu trong ngân hàn, một đạo âm thanh giống như xuyên qua vô số vũ trụ, thời không rót vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía trước, sương mù hỗn độn trong mắt bắt đầu khởi động, miệng nói. Ngươi chính là thiên đạo. Ha ha! Trong vũ trụ thời không. Tiếng cười ha ha giống như chuông lớn truyền ra, vô số ngôi sao ngập trời chấn động. Thiên đạo, ở thế giới của các ngươi quả thực có thể nói là như vậy, chính là nơi ta mở ra đương nhiên ta chính là thiên đạo. Bất quá ta cũng nói sai một chút, ngươi cũng không phải là sinh linh trong thế giới ta mở, nếu như ta nhớ không sai, ngươi là sinh linh ở trong thế giới của tên bản cổ kia mở ra. Cũng bị hai tiểu gia hỏa Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên kéo tới. Hai gia hỏa này quả thực không kém. Thế nhưng vẫn kém một bước cuối cùng, không ngờ tiểu gia hỏa nhà ngươi không tệ, lại đi tới một bước cuối cùng. Rốt cuộc ngươi là ai? Lục Lâm Thiên nghe vậy trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nơi của tên bàn cổ. Đó không phải là nơi trước đó mình ở sao? Người này không ngờ lại biết rõ ràng như vậy, vốn còn tưởng rằng trong tối tăm đều có thiên địa sắp xếp, không ngờ lại đều có nhân và có quả. Ta là ai sao? Chuyện này cũng không quan trọng. Vừa rồi nếu như ngươi tiếp nhận chấp chưởng thiên đạo sẽ không có cơ hội đột phá khỏi phiến thiên địa kia, ngươi sẽ tự mình làm khó mình. Ta thật không ngờ ngươi lại không muốn chấp chưởng thiên đạo, thứ làm cho ta kinh ngạc là không ngờ ngươi lại diễn hóa áo nghĩa hỗn độn, quả thực bất phàm. Nhưng mà tin rằng chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt, thế giới bên ngoài mênh mông vô cùng, tất nhiên phải lưu lạc một phen. Ta tin rằng tên bàn cổ kia nếu như biết ngươi sẽ rất hứng thú, rất có thể sẽ tới đây một phen. Âm thanh trong vũ trụ thời không truyền ra. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong ngân hà, sau đó nói. Có một ngày tự nhiên ta sẽ tới đó, nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc, có một chút chuyện ta cần phải làm. Ha ha, vậy được rồi, đến lúc đó nhớ rõ tới tìm ta. Trên linh vũ đại lục, hàng ức vạn sinh linh run rẩy kinh hãi dần dần bình tĩnh lại, thiên địa đã sớm sáng rõ, thiên uy biến mất không còn tung tích. Tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Thế nhưng ánh mắt của hàng vạn ức sinh linh vẫn nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong trời xanh. Bỗng nhiên, đồng tử của hàng ức vạn sinh linh co rút lại, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy ở chỗ sâu trong trời xanh có một đạo thân ảnh từ từ bước ra, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là vượt qua thời không vô tận tiến tới, đây chính là đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đã sớm biến mất trên không trung. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này càng gần. Từng ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong trời xanh, trên đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia có khí tức bình thản,
tĩnh lặng như mặt nước, thế nhưng lại giống như thiên thần hàng lâm. Thành công rồi sao? Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống kia, thân hình Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên theo đó cũng run lên, lúc trước hắn cùng với Đông Hoàng Thái Huyền an bài, rốt cuộc cũng thành công. Là phụ thân trở về rồi. Đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược Lăng không đứng lơ lửng, đặt chân trên trời xanh, nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, từng đạo âm thanh mừng rỡ vang vọng. Trong Phi Linh Môn, mấy đạo thân ảnh xinh đẹp phóng lên trên trời cao, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, tất cả đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Phụ thân, Lục Lộ đã không còn giống như ngày trước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu tím hưng phấn phóng tới trước mặt đạo thân ảnh màu xanh trên trời kia. Không có việc gì, phụ thân trở về rồi. Tay vuốt ve mái tóc của nha đầu Lục Lộ, Lục Lâm Thiên mỉm cười, một bước bước qua trời cao, giống như có thể kéo ngắn khoảng cách trong thiên địa này, hắn lập tức đi tới trước mặt Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên nói. Sư phụ, thành công rồi quay trở lại sao? Bát Hoang Thánh Tôn nhìn nam tử mặc áo bào xanh trước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Lục Lâm Thiên gật đầu, mỉm cười nói. Vâng. Bước ra khỏi được phiến thiên địa này, bên ngoài còn có phiến thiên địa khác, chúng ta xuống dưới rồi trò chuyện a. Tốt. Bát Hoang Thánh Tôn mỉm cười, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường, tất cả mọi chuyện khiến cho hắn rung động, vô số năm trước hắn và Đông Hoàng Thái Huyền cũng đã sớm đoán ra chuyện này. Xuân đi thu tới, nóng lạnh luân phiên. Trên đại lục Linh Vũ, Vân Dương Tông vẫn là sơn môn đỉnh cấp, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể so sánh với tứ đại thú hoàng tộc. Hoàng hôn, ánh trời chiều chiếu rọi xuống, Vân Dương Tông như được phủ thêm một mảnh kim quang giống như mây mù cực kỳ rạng rỡ, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Một ngọn núi cực lớn lúc này cũng bị quang mang bao phủ, bên trên có một mảng lớn kiến trúc, thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh ầm ầm, một mảng lớn đệ tử trẻ tuổi đang tu luyện vũ kỹ. Một lão giả áo lam đang chắp tay từ từ đi lại, nhìn đám đệ tử trẻ tuổi kia, ánh mắt sáng ngời mà có thần, nói. Đám oát con nhà các ngươi, cố gắng cho ta một chút. Nhớ ngày đó Lục sư thúc tổ ngươi tu luyện còn cố gắng hơn các ngươi rất nhiều, ai dám lười biếng ta sẽ ngay lập tức trục xuất kẻ đó khỏi sư môn, tránh cho sư môn mất mặt, tránh làm cho Lục sư thúc tổ các ngươi mất mặt. Đám đệ tử trẻ tuổi này nghe vậy càng thêm cố gắng, trong mắt tràn ngập khát vọng, ai cũng không muốn bị trục xuất sư môn, bọn họ phải đánh vỡ đầu mới có thể gia nhập được vào làm môn hạ của Vũ Thị. Trên đại lục này tất cả những người trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại đều muốn gia nhập môn hạ Vũ Thị của Thái Thượng Trưởng Lão Vân Dương Tông. Phải biết rằng Vũ Thái Thượng Trưởng Lão chính là sư phụ của Ngũ Hành Đại Đế Lục Lâm Thiên Đại Nhân, có thể cùng môn môn với Ngũ Hành Đại Đế, chuyện này đủ để làm rạng rỡ tổ tông. Nếu như có cơ hội ở sư môn gặp được Lục Sư Thúc Tổ mà nói, nếu như được tùy tiện chỉ điểm một hai thì chính là cơ duyên vô cùng của cả đời mỗi người. Được rồi, chàng còn ra đó làm gì? Bọn họ vừa mới nhập môn. Cũng không cần chàng bận tâm. Âm thanh mềm mại truyền tới, một mỹ phụ nhân đi tới bên người lão giả áo lam rồi mỉm cười. Lão giả áo lam quay đầu lại, mỉm cười, sau đó mở miệng cười nói. Ta sợ đám tiểu tử này lười biếng, bọn chúng cũng không có cố gắng như Lâm Thiên lúc trước. Đúng vậy, sư phụ, những đệ tử này người để chúng con nhìn là được rồi. Sư tổ, những đệ tử này để cho những hậu bối trông coi là được rồi. Lão giả áo lam nói xong, lập tức có mấy lão giả khác cùng với không ít đại hán, phụ nhân cung kính đi tới. Các con trông coi bọn chúng thì có tác dụng gì, tu luyện lâu như vậy vẫn là niết bàn cảnh và đại đạo cảnh, tất cả cố gắng lĩnh ngộ một chút cho ta, bằng không ngay cả các con ta cũng trục xuất sư muôn, đỡ khiến cho ta tức giận. Lão giả áo lam nhìn đám đệ tử bên người, ánh mắt lại tràn ngập vẻ yêu thương. Vâng, sư tổ, chúng con sẽ cố gắng. Chúng con vô dụng, mong sư tổ bớt giận. Đám đệ tử này dường như đã sớm hiểu rõ tính tình của lão giả áo lam này trước mắt, tuy rằng nói năng chua ngoa, thoạt nhìn hung ác, kỳ thực lại vô cùng bao che khuyết điểm. Chàng nha, chàng đừng có lắm chuyện nữa, chàng cho rằng tất cả mọi người đều có thể so sánh được với Lâm Thiên hay sao? Mỹ phụ nhân trừng mắt nhìn lão giả áo lam, sau đó nở nụ cười thần bí, hạ thấp giọng nói. Nói cho chàng biết một chuyện. THIOTAF vừa được trưởng môn truyền âm, Lâm Thiên đến. Tiểu tử này trở về rồi sao? Khuôn mặt lão giả áo lam lập tức giật mình, sau đó đại hỉ, nói. Phải đi tới đại điện một chuyến, ta đi gặp Lâm Thiên một chút.
Nói xong, lão giả áo lam đi tới đại điện. Sao con có thể để cho sư phụ tự mình tới, đệ tử nên tới thăm sư phụ và sư mẫu trước a. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, không gian xuất hiện chấn động, một đám thân ảnh xuất hiện trước người lão giả áo lam. Lục sư thúc tổ, trời ạ, đó là lục sư thúc tổ tới. Đám thân ảnh này đáp xuống, đám đệ tử chung quanh nhìn thấy thanh niên mặc áo bào xám như ẩn như hiện này, lập tức ngây dại ra, ngây ngốc nhìn chân chối, sau đó xôi trào. Đạo thân ảnh kia so với bức tượng khác trong Vân Dương Tông giống như đúc. Đó là tồn tại mà hậu bối Vân Dương Tông không có cách nào vượt qua. Đó là truyền thuyết, thần thoại của thế giới này, đó chính là thần thoại, mà khi trước, thần thoại truyền thuyết của thế giới này từ ngọn núi này đi ra ngoài, đi ra bên ngoài đại lục, đi về 3000 đại thế giới. Sư tổ, con nói với người một chút, lần này phụ thân con mang bọn con ra thế giới bên ngoài, thế giới kia vô cùng kỳ lạ, có khôi lỗi tọa giá so với khôi lỗi tọa giá mà phi linh môn luyện chế không khác gì lắm. Nhưng mà không phải dùng tinh thạch thế giới thúc dục mà dùng một loại năng lượng kỳ lạ, nhưng người ở nơi đó quá yếu, linh khí thiên địa thiếu thốn, sợ rằng không lâu sau thế giới kia sẽ bị hủy diệt. Người thế giới kia quá yếu ớt, sợ rằng một khi gặp phải đạo phỉ thế giới căn bản sẽ không chịu nổi một kích. Đương nhiên là không chịu nổi một kích, thập muội ở trong thế giới kia nhìn thấy một hòn đảo, không cẩn thận đánh ra một đạo sấm sét, kết quả thiếu chút nữa hủy hòn đảo kia. Trong đại điện, đám người Lục Trực, Lục Phương, Lục Xảo, Lục Tượng có chút hứng thú nói với sư tổ Vũ Ngọc Tiền, vài ngày trước phụ thân mang bọn họ đi tới một thế giới kỳ lạ, tất cả mọi thứ bên trong khiến cho bọn họ hiếu kỳ. Mà đám người Vũ Ngọc Tiền cùng Tạ trưởng lão nghe vậy cũng kinh ngạc, hiếu kỳ không thôi. Nghe lời mọi người nói, Lục Kinh Vân đột nhiên lên tiếng. Kỳ thật con cảm giác thế giới kia có lẽ cũng không yếu, chung quy con có cảm giác thế giới kia có chút đặc biệt. Thế giới kia kỳ thực cũng không yếu. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua đám người Lục Kinh Vân cười nói. Thế giới kia đang niết bàn, nhớ ngày đó trong thế giới kia có vô số cường giả và thánh nhân, thế giới kia cũng không dưới đại lục Linh Vũ. Phụ thân, trong thế giới bị tàn phá kia tất cả người bên trong đều yếu đuối, thực sự mạnh như vậy sao? Lục Lộ có chút nghi hoặc, nơi đó trừ ngăn nắp một chút ra, những người bên trên đều quá yếu. Thậm chí linh khí còn thiếu thốn tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, có thể coi như linh khí thiên địa hầu như không còn. Bọn họ yếu, bọn họ không biết, về sau sẽ xảy ra chuyện lớn, khi đó bọn họ sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói xong, sau đó bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Lộ nói. Tiểu nha đầu nhà con có biết con đã hủy một nhà máy năng lượng nguyên tử trên hòn đảo nhỏ đó không? Nếu không phải tam tỷ con ra tay, bằng không sợ rằng sẽ có vô số sinh linh gặp nạn. Lần sau không thể tiếp tục hồ đồ. Phụ thân, con biết rồi. Lục Lộ giảo hoạt lè lưỡi, dường như còn sợ phụ thân trách mình cho nên lập tức trốn tới sau lưng nhị tỷ Du Thược. Một lát sau, trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhìn qua đình viện quen thuộc kia, ban đầu khi ở trong Vân Dương Tông, hắn đã tu luyện ở trên ngọn núi này, những năm gần đây không ngờ lại vẫn như vậy. Lần trước qua hạo kiếp đã bị hủy, thế nhưng lại được Vân Dương Tông cố gắng khôi phục. Mà trong đó cũng có đệ tử không may mắn. Lâm Thiên. Không gian nổi lên một chút chấn động, một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện, Bắc Cung Vô Song xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, người mặc bộ váy dài, đường cong lung linh động lòng người, mái tóc màu đen dài giống như thác nước buộc ở sau đầu, cỗ khí chất xuất trần, thanh nhã tuyệt luân tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Đã nhiều năm rồi không quay lại nơi này. Giống như lúc trước mới hôm qua, vẫn rõ mồn một trước mắt như vậy. Chuyện ban đầu ở trong bí cảnh Vân Dương Tông chàng còn nhớ không? Bạch Linh xuất hiện, y phục trắng như tuyết, rung động lòng người, mị hoặc chúng sinh. Nhớ rõ, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, lúc trước ta thật không ngờ về sau nàng lại trở thành mẫu thân của Âm Nhi, trở thành nữ nhân của ta. Nhìn qua nữ tử mặc y phục màu trắng trước mắt, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Lúc trước liệu chàng có từng nghĩ thế giới này hóa ra lại to lớn như vậy hay không? Nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt Bạch Linh khẽ đảo, hấp dẫn tự nhiên. Lục Lâm Thiên lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Có lẽ thế giới bên ngoài thế giới này còn lớn hơn nhiều. Chàng luôn không chịu ngồi yên, chàng định bao giờ rời khỏi đây? Không gian chấn động. Thân ảnh xinh đẹp của Độc Cô Cảnh Văn từ trong không gian chấn động đi ra,
trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn giống như ngập nước, lại giống như bảo thạch khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy câu hồn đoạt phách, thế nhưng khi nhìn về phía Lục Lâm Thiên lại có chút u oán. Sợ rằng gia hỏa này đã sớm muốn rời khỏi đây, chúng ta có ngăn cũng không được. Lại có mấy đạo thân ảnh từ trong không gian chấn động bước ra, từ từ đi ra, đều là những thân ảnh mềm mại, xinh đẹp, chính là đám người Vân Hồng Lăng, Lam Linh. Người vừa mới nói chuyện chính là Lăng Thanh Tuyền, nói xong nàng từ từ đi tới bên người Lục Lâm Thiên, mái tóc đen nhánh rũ xuống dưới eo, khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn giống như một vị tiên tử không nhiễm bụi trần, phong thái chắc tuyệt, lại có chút vũ mị, ánh mắt lườm Lục Lâm Thiên, nàng nói. Thiêu ta ép đoán sợ rằng càng đã sớm cùng với sư phụ của chàng cùng với đám người Tiểu Long thương lượng thời gian rời đi rồi đúng không? Lục Lâm Thiên xấu hổ cười cười, sau đó nhìn qua chúng giai nhân bên người, nói. Còn mấy ngày nữa, có nhiều chỗ ta muốn đi một chút, có một ít người ta cũng muốn đi gặp. Mà hiện tại ta lại muốn đi tìm người uống rượu. Vân Dương Tông, tại một nơi có chút đơn sơ có ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trong, vẻ mặt đều khẩn trương. Ba người này đều đã tới trung niên, lại đều khí khái hào hùng hơn người, một người tuấn lãng vô song, một người khí chất bá đạo, một người khí vũ hiên ngang, chính là ba người Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. Lăng Phong, hắn truyền âm cho chúng ta tới, bản thân hắn sao còn chưa tới a? Phách Đao Long Tam nhìn qua Phi Ưng Lăng Phong rồi hỏi, ánh mắt dò xét khắp nơi, cực kỳ trơ mong và hưng phấn. Ta thấy có lẽ hắn sắp tới rồi. Phi Ưng Lăng Phong trước sau như một, vẫn phong độ nhẹ nhàng như vậy, nhất cử nhất động đủ để khiến cho những thiếu phụ, thiếu nữ bị mê hoặc. Yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không tha cho chúng ta đâu. Các ngươi gấp cái gì? Bằng vào tính tình như các ngươi hiện tại, khó trách ngay từ đầu tu vi đã kém tên kia. Tính tình của Khuất Đao Tuyệt cực kỳ nhẫn nại, ngồi ngay ngắn ở bên trong, không có một chút vội vàng nào. So với tiểu tử kia sao? Đây không phải là chuyện khiến cho chúng ta không thoải mái sao? Ta không thèm so. Phách Đao Long Tam lắc đầu, nếu nói tới ai khác hắn còn không phục, thế nhưng so sánh với tiểu tử kia, hắn sẽ nhanh chóng lùi ra xa, tự biết bản thân mình căn bản không có cách nào so sánh được. Ha ha, ngại quá, ta tới chậm. Âm thanh nhàn nhạt vang lên, khi âm thanh vừa dứt, một nam tử mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trong mắt ba người, khéo miệng nở nụ cười vui vẻ. Tiểu tử nhà ngươi tới là được rồi. Nhìn nam tử mặc áo bào xanh vừa mới xuất hiện này, sắc mặt ba người lập tức vui mừng, đều đánh về phía Lục Lâm Thiên, thiếu chút nữa đẩy ngã Lục Lâm Thiên xuống dưới đất. Ta không phải cố ý tới chậm nha, ta đang chuẩn bị rượu ngon một chút. Lục Lâm Thiên cùng với ba người đùa giỡn một phen, bỗng nhiên nhìn lên trời nói. Những thứ này dường như tới hơi muộn một chút a. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong. Phía trên không trung cổ vực đột nhiên chấn động, không gian gió nổi mây phun, tiếp theo lập tức có từng đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện, từng ánh mắt quét qua không trung, miệng mỉm cười, thân ảnh xẹt qua sơn mạch Vũ Đô, cuối cùng xuất hiện trên Vân Dương Tông. Từng đạo thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, không có bao nhiêu khí tức chấn động, thế nhưng tự dưng lại chấn động nhân tâm, bất luận một ai hiện tại đều là cự phách một phương trong 3000 đại thiên thế giới, đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Thiêu Diêu, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Tuyệt Phong Hoa, Lục Linh, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, đám người các ngươi sao lại đều tới. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh cao ngất trên không trung, ba người Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong đều sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đương nhiên là tới uống rượu a, ta nhận được tin tức của Lục Soái cho nên lập tức mang tới không ít rượu ngon. Đám người Giang Đảo Lưu cười cười, thân ảnh lập tức đáp xuống. Uống rượu ngon, may mà ta không có tới muộn. Đợi một chút, đừng uống trước. Hai đạo âm thanh từ xa truyền tới, ba đạo lưu quang nhanh như thiểm điện đáp xuống, một người tuấn lãng giống như Lăng Phong, một người có mái tóc xoăn màu vàng, ánh mắt tà mị, còn người cuối cùng khuôn mặt mang theo sự vui vẻ, mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt giống như ngôi sao, vô cùng thanh thịnh. Lam Thập Tam, Dương Quá, Tiểu Long. Mọi người lập tức đi về phía ba người. Cả đám đều là nam nhân tiếng tăm lừng lẫy, phong hoa tuyệt đại trong 3000 đại thiên thế giới, thế nhưng ở đây lại giống như những đứa trẻ đùa giỡn với nhau. Cảnh này ở trong Vân Dương Tông lại không có ai nhìn thấy, một lát sau, mùi rượu ngút trời, mùi thịt tỏa ra bốn phía, một đám nam nhân uống rượu tới khi màn đêm bao phủ,
vầng trăng sáng treo lên cao. Rượu ngon thơm nồng, Nhâm Tiêu Diêu mang theo một vò rượu đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên nói. Lục soái, chờ sau khi Lục soái đi ra ngoài mở đường về, chúng ta sẽ đi tìm người, một ngày nào đó ta cũng nhất định phải nhìn xem thế giới bên ngoài 3000 đại thiên thế giới này. Ta chờ các ngươi. Lục Lâm Thiên nhấc vò rượu trong tay lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong trời cao, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Không biết trong thế giới đám người bàn cổ ở là thế giới đặc sắc như thế nào. Trong kiến trúc mênh mông bao la vô cùng, so với bất luận một đại thành nào trong Linh Vũ Đại Lục còn lớn hơn nhiều. Bên ngoài kiến trúc liên miên trước kia dường như có một cái núi lửa cổ xưa, thế cho nên đá chung quanh đều có màu rực rỡ, lấy màu đỏ là chủ yếu, dãy núi có chút kỳ lạ, từ phía xa nhìn xuống dưới giống như lối vào cầu vồng. Trong hạp cốc có không ít hố sâu cực lớn, dường như muốn nói nơi này trước kia đã từng trải qua đại chiến kinh thiên. Nhưng thời gian cách đại chiến kinh thiên dường như đã vô cùng lâu, chung quanh dần dần khôi phục, trong hạp cốc khắp nơi là một mảnh xanh biếc, chim hót hoa nở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Sâu bên trong có một tòa đình viện u tĩnh, giống như cách biệt với trần thế, ít ai lui tới. Một nữ tử mặc váy dài giang cúi đầu chăm sóc một chậu hoa màu xanh biếc, tóc đen như mây, mang theo vẻ tinh xảo mà mềm mại, người mặc bộ váy dài nho nhỏ, khiến cho thân hình nàng càng thêm xinh đẹp. Con mắt đen nhánh, yên tĩnh mà sáng ngời. Một lát sau, nữ tử này đứng dậy, đây là một khuôn mặt động lòng người, làn da trắng nõn như ngọc, mang theo vẻ óng ánh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn bồn hoa vừa mới chăm sóc khẽ mỉm cười, vô cùng hài lòng. Chăm sóc không tệ a. Âm thanh nhàn nhạt sau lưng nữ tử này truyền tới. Âm thanh này vang lên, toàn thân nữ tử này run lên, lập tức quay người nhìn lại, một nam tử mặc áo bào xanh không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức đi tới. Nhìn thấy nam tử mặc áo bào xanh kia, trong đôi mắt tĩnh lặng đã không biết bao nhiêu năm qua của nữ tử mặc váy dài đột nhiên chuyển thành rung động, chấn động. Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh dị thường, mãi một lúc lâu sau nữ tử này mới nhìn qua khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc kia, đôi mắt đen nhánh như ngập nước nói. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Ta thấy có lẽ nàng sẽ ở gần thải hồng cốc, ta vừa vặn đi ngang qua cho nên mới nhìn xem nàng có ở đây hay không. Lục Lâm Thiên nói, lần nữa đi tới nơi quen thuộc này. Người và vật đã không còn, thứ duy nhất còn lại là nữ tử trước mắt. Nữ tử này hơi sững sờ, liên tục bước tới, từ từ đi tới trước người Lục Lâm Thiên, bờ môi son khẽ mở, nói. Ta cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên ta mới ở lại đây. Ở đây rất không tồi. Lục Lâm Thiên đánh giá chung quanh, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Là rất không tệ, ta rất thích nơi này. Nữ tử này ôn nhu nói. Đúng vậy. Không ngờ ở nơi này còn có thể gặp lại nàng, ta cũng nên đi trước. Lục Lâm Thiên nói với nữ tử này. Ngươi muốn đi sao? Ánh mắt nữ tử này khẽ đổi, sau đó nhào vào trong ngực Lục Lâm Thiên, một mùi thơm ngát truyền vào mũi hắn, nàng nói. Ta chỉ muốn ôm ngươi một cái, không hơn. Lục Lâm Thiên mỉm cười giang hai tay ra, ôm nữ tử trước mắt vào trong ngực. Ngươi đi đi, hôm nay ngươi có thể đến đây đối với ta mà nói đã đủ rồi. Một lát sau, nữ tử này gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự vui vẻ. Nếu như cần giúp đỡ cứ đi tìm Phi Linh Môn, nếu như có duyên về sau chúng ta sẽ gặp lại. Lục Lâm Thiên mỉm cười, phong khinh vân đạm, dứt lời, không gian quanh thân nổi lên chấn động, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Tương kiến không bằng hoài niệm. Nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong không gian, ánh mắt nữ tử này ngây ngốc, mãi một lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng. Núi non trùng trùng điệp điệp, từng ngọn núi đứng sừng sững, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Mẫu thân, vì sao con chưa từng gặp phụ thân con vậy? Trong một tòa đình viện tĩnh mịch, đẹp đẽ có một bé gái ước chừng 5-6 tuổi đang ngẩng đầu, đôi mắt to đen nhánh nhìn một nữ tử có khuôn mặt tinh xảo. Nữ tử này nắm bàn tay nhỏ bé của bé gái vào trong lòng bàn tay, thân ảnh xinh đẹp mặc một bộ váy dài, đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh, rực rỡ như sao. Mái tóc trắng tung bay sau lưng, nhìn qua giống sáng long lanh. Nữ tử lung linh nhìn qua bé gái, bộ váy dài màu xanh trắng giống như bạch ngọc khẽ điểm một chút màu xanh, toàn thân không có bất kỳ trang sức nào, vô cùng đơn giản, thế nhưng lại xinh đẹp tự nhiên, thanh nhã, thanh tú, vừa mới mở miệng đã đột nhiên quay đầu về phía sau. Trong mắt nữ tử thanh nhã này xuất hiện một nam tử mặc áo bào xanh, nam tử mặc áo bào xanh quen thuộc này không phải ai khác chính là Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử trước mắt, hai hàng lông mi nhíu lại, khẽ cắn môi, hàm răng mơ hồ hiển hiện, trắng sáng như ngọc. Khuôn mặt của nàng giống như là một khối ngọc tinh xảo được chạm khắc, coi như là những người khó tính nhất cũng không tìm thấy bất luận khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Nàng hoàn mỹ, giống như tất cả nữ tử xinh đẹp trong trần thế so với nàng đều trở thành trần tục. Sắc mặt nữ tử này lại không có quá nhiều biến hóa, giống như đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nàng chỉ kéo tay bé gái này, khẽ nắm chặt tay nữ nhi của mình, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi tới đây làm gì? Ta tới ước hẹn, cách ước định lúc trước, thời gian dường như quá dài. Bỗng nhiên khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người bé gái này, sắc mặt đột nhiên cứng lại. Trong lúc vô hình có huyết mạch cảm ứng khiến cho hắn biết đứa bé trước mắt này có quan hệ với hắn. Mẫu thân, có khách nhân tới. Bé gái này thấy Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười với Lục Lâm Thiên, khuôn mặt nho nhỏ giống mẫu thân nàng như đúc, tinh xảo mà hoàn mỹ. Nàng! Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử này, ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc, đã mấy ngàn năm trôi qua, thế nhưng tiểu cô nương này lại không quá lớn. Nó không có quan hệ với ngươi. Người đã còn nhớ rõ ước định lúc trước thì động thủ đi. Nữ tử này khẽ run rẩy nói, âm thanh cũng mang theo chút lạnh lùng, dứt lời, khí tức lạnh buốt tràn ra, khí tức man hoang phô thiên cái địa giống như thủy triều nhanh chóng xé rách không gian bao phủ Lục Lâm Thiên. Nó có quan hệ với ta. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, quanh thân có chấn động vô hình lan tràn, cả phiến hư không trong nháy mắt này cứng lại, cỗ khí tức man hoang giống như thủy triều kia lập tức tiêu tán không thấy. Ngươi ỷ vào thực lực hiện tại mạnh hơn ta nên bắt nạt ta sao? Khuôn mặt nữ tử này có chút giận dữ, thế nhưng nhìn qua có vẻ hờn dỗi nhiều hơn, thân ảnh xinh đẹp được một đạo quang mang trắng xanh bao phủ, cánh tay không ngừng huy vũ. Cùng lúc, quang mang trắng xanh che khuất bầu trời phóng về phía chân trời. Thân ảnh xinh đẹp lập tức phóng đi mang theo khí tức lạnh lẽo thấu xương, một đạo năng lượng mang theo uy thế khủng bố lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên. Ta không có ý đó. Lục Lâm Thiên nói xong, thân ảnh đột nhiên biến mất trong không gian, đạo năng lượng của nữ tử tuyệt mỹ kia chỉ xuyên thủng không gian đánh tới, đã sớm không còn bóng dáng của Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên khi xuất hiện đã tới bên người bé gái đáng yêu kia, hắn ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu của bé gái này, ôn nhu nói. Con à, con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Con gọi là Lục Nhu, cũng không nhớ rõ bao nhiêu tuổi rồi à? Bé gái nhìn qua Lục Lâm Thiên, không có chút nào là sợ hãi người lạ, miệng nói. Ngươi là ai, vì sao ta có cảm giác rất thân thiết với ngươi? Trong cơ thể ngươi có khí tức khiến cho ta cảm thấy quen thuộc. Lục Nhu, con họ Lục sao? Lục Lâm Thiên sững sờ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, ôm Lục Nhu vào trong tay, nói. Ta gọi là Lục Lâm Thiên, mẫu thân con không nhắc tới ta cho con nghe sao? Ngươi chính là Lục Lâm Thiên sao? Bé gái được Lục Lâm Thiên ôm vào trong lòng, cũng không có chút nào cự tuyệt, cỗ khí tức thân thiết kia khiến cho nó không cự tuyệt, nó có thể cảm giác được người trước mắt sẽ không làm hại nó, mà ngược lại sẽ quan tâm tới nó. Nhưng mà khi nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt nhỏ bé của bé gái này hiện lên vẻ kỳ quái, sau đó nghiêm túc hỏi Lục Lâm Thiên. Mẫu thân con có nhắc tới người, mẫu thân con kể, trên đời này có một hỗn đản lớn nhất, người này gọi là Lục Lâm Thiên. Người chính là hỗn đản sao? Cái này, Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, có chút xấu hổ. Lục Lâm Thiên ôm Lục Nhu trong ngực, nhìn khuôn mặt bé bỏng khả ái kia, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử tuyệt mỹ, một lúc lâu sau mới nói. Tuyết Ngưng, ta thực xin lỗi, ta không biết tất cả chuyện này. Không cần phải nói, không có liên quan tới ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Lâm Thiên, bộ váy dài tung bay, vẻ giận dữ. Hờn dỗi trên mặt phai nhạt đi không ít. Làm sao mà ta ngay cả nữ nhi của mình cũng không thể nhận ra được cơ chứ? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ kia, nói. Dường như ta đã hiểu rồi, năm đó cũng ở nơi này, nàng cùng với Tà Long kia kịch chiến chịu ảnh hưởng, sau đó chúng ta lại kết hợp. Bởi vì bản thể nàng là linh vật trời sinh, không phải là người thú bất đồng, cho nên khiến cho Nhu Nhi sinh ra tương đối muộn. Không được nói nữa, buông nữ nhi của ta xuống, ngươi đi đi. Con mắt giống như ngôi sao rực rỡ của Huyền Tuyết Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Nó cũng là nữ nhi của ta à. Lục Lâm Thiên cười cười, nhìn tiểu nha đầu trong ngực, nói. Nha đầu, con nghe thấy không,
ta là phụ thân con, không phải là hỗn đản. Tiểu Lục Nhu nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó nhìn qua mẫu thân, vẻ mặt xoắn suýt nói. Mẫu thân, con nghe rõ ràng, người này không phải hỗn đản, có phải người này là phụ thân con đúng không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Huyền Tuyết ngừng muốn lắc đầu, thế nhưng cuối cùng lại không có lắc đầu mà nhẹ giọng nói với Lục Nhu. Hắn là phụ thân con, cũng là hỗn đản. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên, lại giống như cơn gió thổi qua, mờ ảo không thôi. Người thực sự là phụ thân con. Bé gái này lập tức cao hứng quay đầu lại, cẩn thận nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, nhưng không phải là hỗn đản. Lục Lâm Thiên khẽ véo cái má nhỏ nhắn của bé gái này. Con rốt cuộc cũng có phụ thân. Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Nhu hiện lên sự vui vẻ, cao hứng ôm thật chặt cổ Lục Lâm Thiên, giống như sợ rằng hắn đột nhiên biến mất vậy, miệng nói. Phụ thân, người sẽ không đi chứ? Về sau sẽ ở cùng con chứ? Phụ thân sẽ ở cùng mẫu thân con nữa. Lục Lâm Thiên vuốt ve mái tóc đen nhánh của tiểu nha đầu, ánh mắt nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ kia. Người muốn ở cùng ngươi cũng không ít, không tới phiên mẫu tử chúng ta. Huyền Tuyết ngưng nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt thanh tịnh hiện lên chút gợn sóng, âm thanh vẫn mờ ảo như vậy. Cái này, Lục Lâm Thiên có chút xấu hổ, sau đó nói. Những chuyện kia của ta dù sao nàng cũng biết, bất kể như thế nào coi như nể mặt nữ nhi của chúng ta đi, được không? Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nữ nhi trong ngực mình nói. Muốn cùng phụ thân về nhà không? Trong nhà chúng ta có gia gia, có nãi nãi, còn có ca ca, tỷ tỷ, còn có các a di, rất nhiều người khác nữa. Ta thấy nếu như bọn họ gặp con, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Con! Tiểu nha đầu rõ ràng đã bị Lục Lâm Thiên dụ dỗ, vẻ mặt chờ mong, cái đầu nhỏ quay lại, ánh mắt chờ mong nhìn mẫu thân mình nói. Mẫu thân, chúng ta có thể cùng phụ thân về nhà được không? Con rất muốn đi gặp ca ca, tỷ tỷ cùng với gia gia, nãi nãi, muốn biết rốt cuộc bọn họ có bộ dáng gì, còn muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Sau khi xem xong phải trở về. Nhìn ánh mắt chờ mong kia, mãi một lúc lâu sau Huyền Tuyết ngưng mới gật đầu, ánh mắt hung hăng lườm Lục Lâm Thiên, hàm răng khẽ cắn bờ môi son đỏ mọng. Đôi mắt xinh đẹp chấn động, từ tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn muốn đi ra ngoài một chút. Quá tốt, quá tốt. Tiểu Lục Nhu lập tức cao hứng nói. Lục Lâm Thiên cười cười, sợ rằng sau khi trở về mẫu thân hắn sẽ cao hứng không thôi. Nhưng mà đám người Vô Song, Tiểu Linh, Hồng Lăng, những người khác sợ rằng cũng khó có thể ăn nói, nhưng mà có lẽ vấn đề không quá lớn, hiện tại xem như người một nhà đều đoàn tụ a. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua mấy chục năm. Trong Linh Vũ thế giới một mảnh yên bình, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa trong 3.000 đại thiên thế giới, trong 3.000 đại thiên thế giới, hàng ước vạn sinh linh đều muốn tiến vào bên trong. Cổ vực, hậu sơn phi linh môn, trên đỉnh ngọn núi, hai người Lục Lâm Thiên, Đế Phách Thiên ngẩng đầu nhìn lên trên trời xanh, trong đôi mắt thâm thúy đều hiện lên vẻ chờ mong. Chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Vân Hồng Lăng, Lục Kinh Vân cùng với những người khác đều đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Đế Phách Thiên, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hư Thiên Thánh Cô, Tử Vi Thần Nữ cùng với những người khác ở giữa sân. Chàng có thể chịu được nhiều năm như vậy đã không dễ rồi, hãy đi đi. Bắc Cung Vô Song nhìn qua Bắc Cung Vô Song nói. Được, yên tâm đi, ta và sư phụ sẽ mau chóng trở lại. Lục Lâm Thiên gật đầu, quay đầu lại nhìn những người thân và những người hắn yêu thương, khuôn mặt mỉm cười, không còn gì lo lắng nữa. Đi thôi. Không biết thế giới bên ngoài theo lời thiên đạo nói rốt cuộc như thế nào. Đế Phách Thiên nói. Thiên đạo, bàn cổ, ta ra ngoài tìm các ngươi đây. Siêu siêu. Sau đó hai đạo thân ảnh đạp lên trời cao, dưới vô số ánh mắt nhìn vào từng bước đạp lên trên không trung, những nơi hai người đi qua, mảnh không gian đen kịt giống như quang mang khuếch tán tới chỗ sâu trong trời xanh, giống như là phá vỡ hỗn độn vậy. Mãi đến khi thân ảnh biến mất trong trời xanh, cũng không có ai có thể tiếp tục nhìn thấy. Phụ thân, chờ con cũng sẽ đi tìm người và sư tổ. Trên ngọn núi, thân ảnh cao ngất của Lục Kinh Vân tràn ngập sự sắc bén, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh. Chuyện chữ đến đây là hết. Các bạn tự xem có kết thúc hay là không nha. Cảm ơn.